Hôm nay thì em lại tiếp tục lê cho anh em mình những cái mã sản phẩm với mức giá siêu hời nha. Đặc biệt hôm nay thì bộ mũi khoan tháp đa lăng hàng bãi Nhật bên em mới về được một cái lô này, nó có khoảng tầm hơn 100 bộ nha. Đấy, nó có khoảng hơn 100 bộ, số lượng cũng không có nhiều đâu. Cho nên là hôm nay đây sẽ là một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý để phục vụ gửi tới tất cả các bác. Đây là bộ mũi khoan tháp đa lăng các bác ạ. Đấy, các bác nhìn cho em nha, hàng bãi Nhật xịn sò cực kỳ luôn. Đấy, mẫu mã đẹp và đặc biệt hôm nay thì với mức giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác ạ. Quá là rẻ luôn, 130.000 đồng để các bác có thể sở hữu được nguyên một combo như thế này. Đấy, bao gồm đi theo cho các bác sẽ là ba cái mũi khoan tháp nha, từ mũi nhỏ cho đến mũi lớn thôi. Đấy, mũi đầu tiên sẽ là mũi khoan tháp từ 4 đến 12, sau đó là sẽ có mũi khoan tháp từ 4 đến 20 và cuối cùng sẽ là mũi khoan tháp từ 4 đến 32 là cái mũi to nhất này. Và bên trên này thì nó sẽ có ba cái mũi khoan taro luôn nha các bác. Đấy, ba cái mũi khoan taro to nhỏ khác nhau như thế này. Quá là tiện lợi, xịn sò con bò như thế này mà giá có 130.000 đồng thôi. Bình thường một cái mũi khoan tháp mà từ 4 đến 32 này này, các bác ra ngoài thị trường mua thì nó cũng tầm cỡ 150.000 rồi. Đấy, hôm nay thì chỉ với mức giá 130.000 để các bác có thể sở hữu được nguyên một combo xịn sò như thế này. Số lượng không có nhiều nha. Cho nên là bác nào mình chốt cái sản phẩm này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm, liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình có thể lên đơn hàng. Đặt hàng các bác gọi cho em là bộ mũi khoan tháp 6 món, giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác ạ. Số lượng không có nhiều đâu ạ. Đây là hàng bãi Nhật nha. Em nhấn mạnh các bác, hàng bãi Nhật cực kỳ là xịn sò luôn. Cái hàng này thì thi thoảng nó mới có một đợt hàng thôi. Cho nên là bác nào mà đang may mắn theo dõi được cái video này, mình đang có nhu cầu quan tâm cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn nha. Hôm nay thì ngoài những cái bộ mũi khoan tháp đa lăng như thế này thì em sẽ lên tiếp cho các bác cái phía bên kia sẽ là những cái bộ mũi khoét nha. Đây, các bác tham khảo cho em này, ở đây sẽ là những cái bộ mũi khoét rất là xịn sò luôn. Đấy, các bác tham khảo hôm nay nó sẽ có hai cỡ nha, mẫu nhỏ và mẫu to. Mẫu nhỏ thì nó sẽ bao gồm có 6 mũi này, còn mẫu to thì sẽ là 10 mũi nhá. Đầu tiên sẽ lên cho bác những cái mũi nhỏ này. Đây, cái mũi nhỏ thì nó sẽ là nguyên một combo như này ạ. Một combo là nguyên hộp như này cho em nhá. Đầu tiên thì em sẽ chi tiết cho các bác về cái mẫu mã này và cho các bác xem những cái thông số luôn. Cái bộ này thì các bác lên đơn gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ ạ. À, giá của nó chỉ có 299.000 đồng thôi và sẽ được hỗ trợ bao ship các bác. Cái bộ mũi khoét này nó bao gồm có 6 mũi này. Đây, đầu tiên sẽ là mũi 16 này, 18 này, 20 này, 22 này. Tiếp theo đây sẽ là mũi, đây để em kéo lên cho các bác xem này. Đây, mũi 25 này. Cái này sẽ là mũi 25 nhá. Và to nhất thì sẽ là mũi 30 sau này. Đây, cái này là mũi 30 này. Tổng thể các bác sẽ có 6 cái cỡ mũi như em vừa nêu tên. Ngoài ra sẽ thêm là có hai cái lục giác như này cho các bác này. Đấy, thêm cho bác là hai cái lục giác như này. Nguyên một hộp như này cho em nha. Cái hộp này các bác chốt thì gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ ạ. Nó sẽ có 6 mũi như này. Giá sẽ là 299.000 đồng và hỗ trợ miễn phí ship về tận nhà các bác nha. Nếu mà các bác mà không ưng cái mẫu nhỏ này thì các bác có thể tham khảo lấy cho em cái mẫu lớn. Đây, cái mẫu bên này sẽ là mẫu lớn này. Đây, cái mẫu lớn thì các bác nhìn xem nó cũng sẽ có nguyên một combo như thế này. Đấy, nguyên một combo như này. Có hộp cho các bác nha. Đây, có cái hộp cho các bác như thế này. Về các bác đậy lại này. Đó. Cái này thì nó sẽ có 6 mũi nha. Đầu tiên này em sẽ đọc cho các bác cái kích cỡ này. Đây, đầu tiên cái phía bên này. Đây, em sẽ đọc cho các bác đầu tiên là cái mũi này nhá. Mũi này là mũi nhỏ nhất này. Cái mũi này là mũi 18 này. Mũi 18. Đây, để em sẽ kéo cho các bác xem cả cái mũi phía bên này xem nó là mũi bao nhiêu nha. Đây, 16 này, nhỏ nhất là 16 đấy các bạn. À, mũi 16 này, sau đó là đến 18, đây là 16 nhá. 18 này. Tiếp theo sẽ là 20 này. 22 này, 25 này, 30 này. Và bên này sẽ là 35 này, 53 này. Có cả mũi 50 và 45. Đấy, tổng thể là các bác sẽ có 10 cái cỡ mũi như em vừa nêu tên. Đây, cái bộ này thì các bác gọi cho em là bộ mũi khoét to. Đấy, bộ mũi khoét to thì giá của nó sẽ là 599.000 và sẽ được hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Đấy, cái bộ mũi khoét nhỏ thì nó đều theo hai cái lục giác như này. Cái bộ mũi khoét to thì nó không theo lục giác các bác nha. Đấy, bộ mũi khoét to thì nó sẽ có tổng thể sẽ là 10 cái mũi khoét như thế này. Đấy, hàng xịn sò, chất liệu đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, chất liệu là đẹp cực kỳ luôn. Bao bền, bao đẹp và bao rẻ cho các bác. Hàng chính hãng của Kabushi luôn này các bác này. Đấy, hàng chính hãng của Kabushi dập lỗ như thế này cho em nhé.
Đấy, với một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý nha. Hàng chính hãng mà hôm nay thì các bác mua được cái giá nó rất chi là hời. Cho nên là bác nào chốt cái mã sản phẩm này, mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em để sở hữu những cái mã sản phẩm cực kỳ là cao cấp, hàng xịn sò và với mức giá siêu 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 hời các bác ạ. Với những cái cây bút lấy dấu xịn sò như thế này thì hôm nay bên em sẽ chiên bán tặng các bác với mức giá chỉ có 50.000 thôi các bác ạ. 50.000 thôi để các bác có thể sở hữu được một cây lấy dấu cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. Đây là cây lấy dấu mũi khoan. Các bác sẽ lấy dấu được ở trên rất là nhiều chất liệu khác nhau. Bác nào hôm nay chốt cái sản phẩm này thì các bác gọi cho em là cây lấy dấu. Đấy, với mức giá chỉ có 50.000 thôi các bác. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm em tri ân tương tác cho tất cả các bác. Và tiếp theo bên này thì sẽ là những cái ổ cắm đúc nha. Đấy, những cái ổ cắm đúc 5 lỗ, 3 lỗ là bên em có rất chi là nhiều này. Và những cái mũi vít này. Đây, những cái mũi vít cho em. Những cái mũi vít này nó sẽ là hàng vít của Daiwat các bạn. Hàng vít của Daiwat nha, vít Nhật. Đấy, rất chi là xịn này. Hàng của Daiwat như này cho em. Cái vít này thì em sẽ có loại này là loại 5 phân. Loại 5 phân hoặc 7 phân nha, thì giá của nó sẽ là 7.000 một cái. Còn các bác mà lấy cái loại dài hơn cũng có nhá. Cái dài hơn như này này, đây, như cái này nó là cái 9 phân này. Cái 9 phân thì giá của nó sẽ là 15.000 thôi. Còn cái dài hơn nữa là cái loại 15 cm như thế này. 15 cm như này thì giá của nó sẽ là 25.000. Đây là những cái mũi vít của hàng Daiwat các bạn. Hàng Daiwat nha. À, mũi vít PH2, đầu 4 cạnh, hàng chân đục giác như thế này. Đa năng xịn sò mà giá rẻ bất ngờ để gửi tới tất cả các bác. Đấy, các bác thì có thể tham khảo để mình mua thêm 1-2 cái mũi vít như này. Mình đi chung đơn. Đấy, đi chung đơn thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho các bác. Đấy, hàng giá rẻ nha các bác. Giá rẻ mà chất lượng. Đấy, những cái này là những cái sản phẩm em tương tác tri ân, cho nên là các bác chốt thì mình hãy nhanh tay khẩn trương, bởi vì là nó không có nhiều, số lượng nó không có nhiều nhá. Và ngoài những cái mũi vít như này thì các bác có thể tham khảo những cái mũi khoan đa năng. Đây, những mũi khoan đa năng như này. Đây, mũi khoan đa năng như này nhá. Mũi khoan đa năng của bên em nó sẽ là hàng loại 1, đầu 4 cạnh trên đục giác như này này. Đấy, mũi khoan này thì các bác sẽ khoan được nhiều chất liệu. Từ khoan ok nhất thì là các bác khoan bê tông nhá, khoan kính cũng được. Đấy, khoan đá ok lắm. Cái này thì các bác có thể khoan gỗ luôn. Cái này có mũi 4, 6, 8, giá sẽ là 25.000 một mũi. Còn mũi 10, 12 thì sẽ là 35.000 một mũi nhá. Đấy, các bác lên đơn cho em là mũi khoan đa năng, hàng đầu 4 cạnh như này, hàng chân đục giác này. Đấy, hàng chuẩn xịn loại 1 để phục vụ cho tất cả các bác. Hôm nay thì em sẽ quyết định bỏ ra một cái mã sản phẩm tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng. Đây là những cái đầu bắn tôn của Daiwat các bác nha. Đây, các bác nhìn cho em này. Đấy, trong kho em có còn khoảng tầm độ 1.000 mũi. Đấy, tầm 1.000 mũi nha. Em sẽ bán tặng cho tất cả các bác nhà mình. Bình thường với ngoài thị trường thì những cái đầu bắn tôn Daiwat xịn sò như thế này, đầu bắn tôn của Nhật nha, các bác sẽ phải mua với mức giá là 25 cho đến 30.000 một đầu các bác nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên em sẽ tri ân bán tặng cho tất cả các bác nhà mình với những cái đầu bắn tôn xịn sò như thế này, hàng của Daiwat, hàng Nhật nha. Nhưng mà các bác mua cái mức giá thật sự là nó rẻ hơn cả hàng chợ luôn các bác. Đấy, thì với những cái đầu bắn tôn này thì các bác nhìn cho em này, nó hút như thế này cơ mà, hút mạnh như thế này cơ mà. Đấy, hút mạnh như thế này nha các bác nha. Đó, cực kỳ là xịn sò, ok chưa ạ? Đấy, rất là đẹp và chắc chắn luôn. Với những cái đầu bắn tôn này thì bảo hành cho các bác là mua một lần dùng mãi mãi luôn. Đấy, chỉ sợ là các bác đi làm các bác rơi mất thôi. Chứ cái đầu này thì thật sự là dùng không bao giờ hỏng các bác nha. Đấy, dùng mãi mãi luôn ạ. Đây, nó sẽ là hàng chân đục giác như thế này cho em nha. Đấy, cái đầu bắn tôn này nó sẽ là cái cỡ thông dụng nhất đây ạ. Nó sẽ là cái cỡ đầu thông dụng nhất là các bác hay xài. Đây, cái chỗ này là 5/16 này. Đấy, đầu bắn tôn của Daiwat các bác nha. Bình thường các bác mua giá thị trường 25-30.000 một đầu. Hôm nay thì em sẽ giảm giá cho các bác, giá chỉ bằng một nửa so với giá thị trường thôi. Ngày hôm nay thì các bác sẽ chốt được những cái đầu bắn tôn của Daiwat như thế này với mức giá là 15.000 nhá. 15.000 một đầu nhá các bác. Đấy, 15.000 một cái đầu bắn tôn như thế này cho em. Bác nào mà mình muốn dùng trải nghiệm 1-2 đầu thì các bác có thể báo nhân viên nhà em đi chung đơn cho các bác những cái đơn hàng. Các bác mua máy móc dụng cụ thì mình có thể tham khảo, mình mua thêm 1-2 cái đầu bắn tôn như này mình đi cùng nha. Ghép chung đơn mình đi cùng. Đấy, xịn sò lắm các bác ạ. Đấy, riêng cái mã sản phẩm này mà hôm nay các bác mà không chốt nữa thì thôi, thật sự các bác là em không biết là bao giờ các bác mới có thể mua được những cái mức giá như thế này đâu. Đấy, giá này thì thật sự là sẽ là một cái giá ok nhất. Và nói chung là nó chỉ có số lượng bấy nhiêu đây thôi nha các bác. Số lượng bấy nhiêu đây thôi, khi mà chốt hết mấy cái mã này này. Đấy, chỗ này nó tầm nó là 4 túi nhá, 4 túi. Mỗi một túi này nó rơi vào tầm 350 chiếc các bác. Đấy, mỗi một túi được 350 chiếc nha. Em sẽ chốt cho các bác 4 cái túi này.
Và cái giá này thì thật sự luôn là cái giá lỗ luôn nha các bác. Giá này là giá lỗ. Nên là khi mà các bác chốt hết bốn cái túi này là em sẽ không chốt được cái giá này nữa nha. Giá chỉ có 15 một đầu thôi. Thật sự luôn là với những cái đầu bán tôn xịn như này, cái đầu nhập vào nó tầm 20-22 nghìn một đầu. Hôm nay thì em thanh lý đấy, tri ân cho các bác. Cái này là cái mã sản phẩm tri ân tương tác cho tất cả các bác, để các bác dùng, các bác trải nghiệm, để các bác nhớ tới trung tâm điện máy Ngọc Mai thôi. Chứ còn thật sự cái giá này là cái giá này em gửi các bác là sẽ bị lỗ tầm khoảng từ 5-7 nghìn một đầu luôn đấy ạ. Đấy, hôm nay thì với mức giá 15k một cái đầu bán tôn của đây, các bác nhanh tay nhá, nhanh tay, xịn sò lắm luôn. Em nhấn mạnh các bác là cái mã này là cực kỳ là xịn sò. Và đặc biệt hôm nay em sẽ hỗ trợ ưu tiên cho tất cả các bác nào chốt đơn hàng 10 cái đầu bán tôn, em sẽ hỗ trợ bao phí ship luôn. Giá hời chưa ạ? Quá hời luôn, 150k. 150k để sở hữu được 10 cái đầu bắn tôn của Daiwat xịn sò như thế này, được hỗ trợ bao ship, các bác nhanh tay khẩn trương nhá. Đấy, số lượng có hạn, không có nhiều đâu ạ. Đấy, khi mà hết 4 cái túi này, cho hết 4 cái túi này thì sẽ quay trở về cái giá cũ là 25.000, chưa được bao ship các bác nhá. Mình nhanh tay, nhanh tay, số lượng là có hạn này các bác nhìn xem này, em sẽ quay thật chi tiết cận cảnh để cho các bác có thể nhìn rõ cái sản phẩm này. Hàng của Daiwat nhá, hàng của Daiwat. Đá hệ cực kỳ là xịn sò, ok như thế này. Riêng cái mã này mà các bác không chốt nữa thì thôi rồi, thật sự luôn. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm giá hời nhất trong cái buổi video ngày hôm nay. Bác nào chốt mình nhanh tay lên đơn xem là đầu bắn tôn của Daiwat giá chỉ 15k. Và lưu ý cho em là chốt hết 4 cái túi này là thôi sẽ quay về giá cũ là 25k. Cho nên là các bác nhanh tay nhá. Lấy hẳn 10 cái các bác ạ, lấy hẳn 10 cái. 10 cái là 150k, sẽ được hỗ trợ bao ship về tận nhà. Nhận hàng được kiểm tra hàng cho em nhá. Kiểm tra hàng thoải mái, ưng ý mới nhận, không ưng ý thì hoàn hàng về cho em. Cái mã này thì tự tin khẳng định cam kết các bác là nhận hàng bác nào kiểm tra hàng cũng đều rất là ưng ý các bác ạ. Hôm nay thì bên em sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm giá hời với một chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình trong cái buổi video ngày hôm nay. Đặc biệt hôm nay thì em sẽ xả kho cho các bác nhà mình lô máy mài của Dorama hàng chính hãng. Với thiết kế là một con máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V, máy mài một tấc nha. Hàng công tắc gạt đuôi này, rất chi là bền công tắc các bác ạ. Đây các bác nhìn xem này, công tắc gạt đuôi, máy sẽ là máy một tấc và hàng dây đồng ruột dài. Con máy này thì sẽ có công suất cực đại lên tới là 850W nha các bác. Đây các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật của máy này. Vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút này. Và các bác nhìn cho em vào cái đuôi máy, nó sẽ có những cái ô thoáng này này. Các bác có thể tháo cái miếng lưới này ra để mình có thể vệ sinh máy nhá. Đấy, dùng không có bao giờ lo bị nóng máy. Thì đây là hàng chính hãng của Dorama các bác này. Hàng của Dorama. Đấy, với một cái con máy cắt cầm tay như thế này nhá, thì các bác nhìn cho em là cái thiết kế nó rất chi là nhỏ gọn như này. Đấy, nhỏ gọn như thế này. Các bác mua về để mình làm gia đình này, hay là anh em xài thợ công trình thì cũng rất chi là tuyệt vời luôn. Một cái mã sản phẩm mà đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ nhất. Thì với cái sản phẩm này các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đây, hàng nguyên hộp như này cho em này. Đấy, các bác sẽ có một máy ở đây, có một máy này. Con này nó thiết kế nhỏ các bạn, lên là nó sẽ không làm tay cầm nhá. Đi theo là các bác có một cái tay mở lưỡi này và một cái ốp đá bảo vệ lưỡi như thế này. Đấy, cái này thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ như thế này. Máy thì là hàng chính hãng, mà hôm nay các bác mua được cái mức giá rất chi là hời luôn. Chỉ với 350.000 đồng thôi các bác nha. 350.000 đồng thôi mà các bác có thể sở hữu được một con máy cắt cầm tay hàng công ty, hàng chính hãng, xịn sò, ok và giá rẻ. Đấy, cái đợt này em xả thì nói chung là nó còn tầm khoảng tầm độ 4 đến 5 thùng nha các bác. Đấy, bác nào mình nhanh tay nhất và bác nào là những người may mắn nhất theo dõi được trực tiếp cái video này của bên em sớm thì các bác sẽ có cơ hội để mua được cái sản phẩm này với mức giá chỉ có 350.000 đồng. Đấy, chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là máy mài màu đỏ của Dorama với mức giá 350k các bác nha. Và em sẽ lên tiếp cho các bác nhà mình này. Ở bên này thì sẽ là những cái bộ máy khoan bu lông pin. Bộ máy khoan bu lông pin hàng ngon, bổ và rẻ nhất cho em. Đây các bác nhìn cho em này, những cái con máy bu lông pin màu xám nó sẽ có hai tên gọi. Đây các bác nhìn cho em nhé, có hai tên gọi như này. Máy thì nó sẽ là hàng màu xám như thế này, nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác tên thôi các bác này. Ở đây sẽ là con máy bu lông của Mazda màu xám, và đây là bu lông pin màu xám của Hitachi. Đấy, nó sẽ có hai cái tên gọi như thế này, một là các bác lấy của Mazda, hai là lấy của Hitachi. Em sẽ có hai cái tên gọi, nhưng mà đa số nó sẽ là của Mazda nhiều. Đấy, hàng chính hãng của Mazda như thế này.
Đây sẽ là một con máy bu lông pin, thiết kế là đầu 1/2. Đầu 1/2, đầu rộng nha. Đây, ở giữa có lỗ lục giác này. Các bác sẽ cắm được những cái mũi vít như này đây ạ. Cắm được những cái mũi vít như thế này. Đây sẽ là một con máy bu lông đa lăng. Các bác vừa ra vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít này, thậm chí là khoan tường được luôn. Và em sẽ thử máy cho các bác nghe này. Đấy, máy xà rất là êm nha. Rất là êm, cái này nó đang ở tốc 1 này, lên tốc 2 này. Đấy, nó sẽ có hai tốc độ như thế này các bác ạ. Đây nhá, ở đây là tốc 2 này, xuống tốc 1 này. Đấy, hai tốc độ, đây là tốc 1 nhá, em lên tốc 2 này. Và khi các bác đảo chiều máy qua này, đấy, đảo chiều máy qua khi nó có cái đèn tròn màu xanh ở đây, nó sẽ có cái chế độ tự ngắt như này. Đấy, đây là chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc nhá. Các bác muốn tắt cái chế độ này đi thì các bác bấm cái nút màu đỏ này cho em tắt cái đèn tròn màu xanh này đi. Đấy. Máy xài rất chi là êm, cực mạnh luôn, cực khỏe luôn. Và lực xiết của máy sẽ rơi vào là 330 newton các bác. Hàng này sẽ là hàng chân pin phổ thông nhá. Đây cái chân pin của nó này, các bác nhìn cho em cái chân pin nhá. Đấy, chân pin phổ thông này. Máy là máy không chổi than luôn. Đấy, có đèn led soi sáng ở đây này. Đèn led soi sáng này, có đảo chiều. Đó. Cái này các bác sẽ điều chỉnh được ở công tắc nhá. Khi mà các bác bấm công tắc nhẹ này thì máy nó chạy chậm này. Đấy, bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy nó càng chạy nhanh. Đấy, một cái con máy bu lông pin mà sẽ đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ mà ngày hôm nay giá rẻ quá các bác ạ. Đấy, các bác lên đơn cho em là bu lông màu xám của Mazda hoặc là bu lông của Hitachi. Đấy, nó có hai tên gọi nhưng mà cái đợt đấy em đa số nó còn của Mazda nhiều các bác nha. Hitachi thì nó còn mấy bộ nữa. Đấy, nó vẫn giống nhau các bạn. Nó vẫn giống nhau, nó chỉ khác tên thôi. Cho nên là bác lấy tên nào cũng được, các bác lấy tên nào cũng được. Và một bộ sản phẩm này nhá, các bác mua về nó sẽ đầy đủ này. Nguyên hộp như này cho em. Đây, nguyên một hộp nó sẽ là như thế này ạ. Có bao gồm là một thân máy này, hai pin nhá. Một pin em nắp vào máy này, một pin ở bên ngoài như thế này. Có theo một cái sạc bàn như thế này. Và tặng kèm thêm các bác nó có một cái khẩu mở bu lông 22 này. Có một cái dây đeo máy này. Đấy, và một cái hộp đựng máy như thế này. Tức là các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như thế này luôn ạ. Đấy. Và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 599.000 đồng thôi các bác nha. Quá rẻ luôn. 599.000 đồng để các bác nhận về được nguyên một combo như thế này. Được hỗ trợ bao ship về tận nhà. Và đây nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông. Lên nếu bác nào có nhu cầu mua thân máy, các bác mà không lấy phụ kiện, các bác chỉ lấy thân máy thôi, thì em sẽ bóc máy ra là em sẽ gửi tặng các bác, giá chỉ có 300.000 thôi. Đấy, các bác mà mua thân máy thì sẽ là 300.000 nhá. Đây, cái thân máy thì nó sẽ như thế này. Thân máy thì nó chỉ có mỗi cái thân máy như này thôi. Nó không có hộp và không có pin, không có sạc, không có bất kỳ một cái phụ kiện gì đi theo. Giá em bán tặng các bác thân máy chỉ có 300.000 thôi. Đấy, còn bác làm mà lấy nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này thì sẽ là 599.000. Đấy, nguyên bộ như thế này mà giá rẻ quá các bác ơi, có 599.000 thôi. Và sẽ được hỗ trợ bao phí ship các bác nha. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho em, kiểm tra hàng, test máy đầy đủ trước khi mình nhận hàng thanh toán tiền. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, cái đợt này do là trong kho nó còn số lượng ít, cho nên là em sẽ thanh lý giá sập sàn cho tất cả các bác nào mà mình may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đấy, bác nào chốt mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn các bác nha. Nhớ gọi cho em là bu lông xám của Mazda hoặc là bu lông của Hitachi các bác nha. Đấy, giá ngày hôm nay thì nó quá rẻ quá hời. Cái này là vừa bán vừa cho các bác ạ. Chứ còn bình thường á, các bác mua ngoài thị trường một cái quả pin như thế này là cũng tầm 300-350 rồi. Đấy. Ngày hôm nay với mức giá rẻ như thế này mà các bác nào không chốt nữa thì thôi, tiếc cực kỳ là tiếc luôn. Cơ hội chỉ đến với các bác một lần duy nhất, không bao giờ có lần thứ hai. Cho nên là bác nào mình chốt mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Nhớ lên đơn cho em là bu lông màu xám các bác nha. Số lượng có hạn, các bác nhanh tay lên đơn là có nha. Một mã sản phẩm với mức giá siêu hời để phục vụ cho tất cả các bác nhà mình. Hôm nay thì em sẽ xả kho cho các bác cái lô thân máy thổi bụi bằng pin màu xanh. Cực kỳ là tiện lợi luôn các bác nha. Hàng đa lăng nha, đa lăng và giá rẻ cực kỳ luôn. Với những cái thân máy thổi bụi này thì anh em mình sẽ thiết kế là xài hàng chân pin phổ thông này. Nó sẽ có chức năng thổi bụi và hút bụi luôn anh em ơi. Cái mẫu máy của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Đây anh em mình lên đơn cho em là thân máy thổi bụi pin màu xanh nha. Hôm nay thì chỉ với mức giá 250.000 đồng thôi anh em ạ.
quá rẻ, quá tiện lợi luôn. Một cái mã sản phẩm cực kỳ là đa năng, nó sẽ có chức năng thổi bụi và hút bụi nha. Cái thân máy này thì lưu ý cho em là nó chưa kèm theo pin sạc, nhưng mà nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông như thế này này. Đấy, và anh em nào mà có pin sạc ở nhà rồi thì mình mua một cái thân máy như này về mình xài. Còn nếu anh em nào mình chưa có pin sạc thì mình sẽ mua những cái quả pin như này. Đây, những cái quả pin cứ chân pin như này nhá. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh và khoảng cách nhau là 4 cm. Đấy, hôm nay thì với cái quả pin 10 cell của Mazda này này, anh em mình cũng mua được giá thanh lý, nó có 170.000 một quả thôi. Còn cái sạc bàn như thế này, cái sạc bàn chân pin phổ thông như này, cái sạc này sạc được cho cả pin 10 cell và pin 15 cell mà giá có 69.000. Cái này gọi là sạc bàn màu đen anh em ạ. Đấy, với những cái thân máy thổi bụi pin màu xanh như thế này, hôm nay giá có 250.000 thôi. Mức giá rất chi là rẻ nhá. Đấy, khi mà về anh em mình sử dụng này, anh em mình sử dụng nếu mà thổi bụi thì anh em mình sẽ lắp như thế này. Đây, thổi bụi thì sẽ cho cái ống thổi vào đây này, túi đựng bụi đây, lắp pin vào như thế này. Cứ thế là bật công tắc lên là mình xài thôi. Còn nếu anh em mà có nhu cầu hút bụi nha thì anh em mình sẽ lắp đặt như thế này. Đây, hút bụi thì là sẽ cho cái ống hút ở đây, túi đựng bụi sang bên kia và lắp pin lại như này. Cứ thế là mình xài. Và em sẽ test thử cho anh em mình xem. Em sẽ test thử cho anh em mình xem cái sự ok của cái sản phẩm này nhá. Nó cực kỳ là hữu ích luôn. Anh em mình sẽ mua về làm gia đình này hay là anh em làm thợ thuyền cũng rất chi là ok luôn. Đấy, lên đơn cho em là thân máy thổi bụi pin màu xanh nhá. Em nói rằng thân máy thổi bụi nhưng mà anh em mình sẽ dùng được hai chức năng thổi bụi và hút bụi được luôn. Rất chi là mạnh và máy xài êm này. Hôm nay mua được cái giá rẻ. Đấy, giá thân máy chưa kèm theo pin sạc thì chỉ có 250.000 đồng thôi. Đấy, 250.000 đồng thôi. Hôm nay thì cái mức giá luôn rất chi là hời. Và cái giá này thì em chưa hỗ trợ bao ship. Nhưng mà nếu mà anh em nào mình ghép chung, mình đi chung những cái đơn hàng mà được bao ship rồi thì mình sẽ không mất thêm tiền phí ship đâu. Đấy, còn pin thì anh em mình chưa có pin thì mình sẽ liên hệ mua những cái quả pin châu pin 10 cell hoặc là pin 15 cell. Đấy, như cái quả pin châu 10 cell của Mazda như thế này mà giá có 170.000 thôi. Ngoài ra thì sẽ còn có rất là nhiều những cái phân khúc pin. Nếu anh em mình cần mua những cái phân khúc nào, cái tầm tiền nào thì anh em mình có thể liên hệ trực tiếp để nhân viên nhà em sẽ tư vấn cụ thể nha. Bây giờ em sẽ test cho anh em mình cái chức năng thổi bụi này. Đây, thổi bụi thì lại anh em mình sẽ lắp lại như này nha. Đấy, cái ống thổi quay vào đây và cái túi hút ở bên này nha. Đây, em sẽ thổi thử này. Em sẽ thổi thử cho anh em mình xem này. Đấy. Đấy, anh em mình thấy chưa ạ? Cực kỳ là mạnh luôn anh em. Đây, thổi tới đâu sạch của nó luôn, bay hết bụi bẩn luôn nha anh em nhá. Đây là cái chức năng thổi bụi nha. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình sang cái chức năng hút bụi này. Đấy, chức năng hút bụi thì anh em mình sẽ lắp đặt lại giống như cái con máy bên này. Đây, hút bụi thì sẽ đổi lại cái ống hút sang bên này. Đây, và em sẽ thử cái chức năng hút bụi bên này nha. Nào, hút bụi đây này. Những cái bụi này của em thì đang test thử cho anh mình cái hút bụi đấy hơi to này. Đây, anh em mình sẽ hút lại như thế này. Đấy, anh em mình thấy chưa ạ? Đây, hút tới đâu là sạch từ đó này. Đấy, rất chi là ok, rất chi là tiện lợi. Đấy, anh em thấy chưa ạ? Quá là xịn sò luôn anh em nhá. Đấy, một cái thân máy thổi bụi hút bụi đa năng và tiện lợi như thế này mà ngày hôm nay mức giá có 250.000 đồng. Mức giá quá rẻ, giá quá hời để phục vụ cho tất cả anh em nhà mình. Anh em nào đang có nhu cầu cái sản phẩm này mà mình đang là những người may mắn theo dõi được trực tiếp video thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm. Cái đợt này do là trong kho em có số lượng ít cho nên thanh lý giá rất là hời. Anh em mình đặt hàng thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm, khi số lượng hàng vẫn chưa hết là mình sẽ có đơn. Và một cái mã sản phẩm tiếp theo mà em sẽ tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng, đây sẽ là những cái bơm dậm chân 2 bít tông hàng Japan, cực kỳ là xịn sò luôn anh em nhá. Với những cái bơm dậm chân 2 bít tông như này, đây, khi nhà mình gấp gọn nó sẽ như này và mở ra nó sẽ như thế này đây ạ. Đó, gấp gọn lại thì anh em mình nhìn nó rất chi là gọn gàng như thế này. Với những cái bơm dậm chân như này nha, anh em mình sẽ sử dụng này, bơm xe máy, xe đạp, bơm ô tô, bơm được cả bóng luôn. Đấy, anh em nhìn đây nó có những cái đầu bơm bóng luôn này. Đấy, thì với một cái bơm dậm chân 2 bít tông hàng loại 1 đẹp xịn sò như thế này thì anh em ra ngoài thị trường mua với mức giá 350.000. Nhưng mà ngày hôm nay thì em xin phép tri ân bán tặng cho tất cả các bác nhà mình với mức giá 199.000. Quá rẻ luôn. Nào, bác nào không chốt mã này là tiếc, cực kỳ là tiếc nha. Lên đơn cho em là bơm dậm chân 2 bít tông với mức giá 199.000 thôi. Mức giá hôm nay thì nó quá rẻ, quá hời rồi. Nên là em sẽ không hỗ trợ bao ship cái mã sản phẩm này. Anh em mình mua sẽ cộng thêm phí ship là 30.000 thôi. Nhưng mà trong trường hợp anh em mà có những cái đơn hàng nào được bao ship rồi thì mình có thể đi chung đơn nhá, để không mất thêm tiền phí ship. Cái này chốt đơn thì gọi cho em là bơm dậm chân 2 bít tông
Đấy, anh em đi đâu thì mình cứ để một cái bơm này để trong cốp xe này, ô tô, xe máy này. Đấy, nhất là gia đình mà có các em nhỏ, các em học sinh ấy, đi học bằng xe đạp điện ấy, thì các bác sử dụng những cái bơm này thì nó sẽ là một cái giải pháp cực kỳ là hữu ích luôn. Đấy, và mức giá thì rất chi là rẻ, chỉ có 199.000. Mua một lần mình dùng mãi mãi luôn nhá. Độ bền cực kỳ là cao, mức giá rẻ để anh em mình có thể mua được một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Hôm nay thì em lại có một cái mã sản phẩm giá siêu hời để phục vụ cho tất cả anh em mình. Đây là bộ máy hàn chính hãng của Marula anh em nhá. Máy hàn que, máy hàn một chức năng, hàng chính hãng nên là anh em mình sử dụng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Hôm nay thì anh em nào mà may mắn theo dõi được cái video này thì anh em mình sẽ có thể sở hữu được cái con máy hàn hàng ngon bổ rẻ nhất vị Bắc Bộ luôn anh em ạ. Đấy, với thiết kế của máy thì nó sẽ là hàng mili. Em sẽ đo cho anh em mình xem cái kích thước của máy nhá. Đầu tiên sẽ là chiều dài này. Đây là anh em ơi. Đấy, chiều dài của máy thì chỉ có rơi vào là 25 cm thôi. Đấy, 25 này, 24. Đấy, chiều dài của máy sẽ là 24 cm nha. Và tiếp theo sẽ là chiều cao này. Đây, nhìn cho em cái chiều cao sẽ là 15 cm anh em ạ. Đấy, chiều cao của máy sẽ là 15 cm nha. Và cái chiều rộng này, chiều rộng của nó sẽ là 10 cm. Đấy, một cái con máy hàn siêu mili, siêu nhỏ gọn luôn. Anh em nào mình xài gia đình thì nói chung là mua cái bộ sản phẩm này, mua một lần là mình cứ dùng mãi mãi luôn. Đấy, còn anh em mà xài thợ thuyền, làm công trình, thợ thuyền các thứ nó vẫn cứ ok tuyệt vời. Đây sẽ là một cái mã máy hàn ngon bổ rẻ nhất của Bắc Bộ này. Đấy, và em sẽ cân thử cho anh em mình xem cái trọng lượng của máy nha. Đây, cái mẫu máy thì rất chi là nhỏ gọn rồi. Và đây trọng lượng của máy này. Đây anh em nhìn cho em nha. Đây, em sẽ cân mỗi máy thôi, nó chưa có phụ kiện đi theo thì nó sẽ là 2, ở đây là 2 cân 2 nha các bác. Đấy, 2 cân 2 lạng nha. Đấy, 2,2 kg cho em này. Cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Và với cái sản phẩm này hôm nay mà anh em mình mua thì nó sẽ nhận về là nguyên bộ sản phẩm như thế này. Đây, có một máy này và phụ kiện đi theo đây nhá. Phụ kiện này anh em mình sẽ có một cái che mặt này. Đây, cái này là cái hai cái miếng tròn này các anh em mình đút vào đây. Đấy, và đây thì nó sẽ có dây hàn này, kìm hàn kẹp mát này, đầy đủ như thế này. Và có một cái búa gõ dỉ như này cho em nha. Đấy, phụ kiện đi theo nó sẽ là như thế này này anh em ơi. Đó, nguyên bộ sản phẩm sẽ là đầy đủ như thế này, hàng của Marula. Đấy, và em sẽ quay chi tiết cho anh em mình. Đầu tiên là cái mặt trước của máy nha. Cái mặt trước của máy này, con máy này thì anh em nhìn cho em là nó sẽ có đồng hồ báo này. Và đây là nó sẽ có những cái ô thóa như này. Đấy, anh em nhìn thấy xuyên thấu hết nội thất bên trong máy này. Đấy, cái sợi đồng của nó rất chi là to nha. Sợi đồng rất chi là to luôn. Đấy, và em sẽ đo cho anh em mình cái, đây này, cái chỗ này để anh em mình có thể hình dung ra được là cái đầu mà để cắm dây này. Đây, cái kích thước nó sẽ là như này nha, 3 cm này. Đấy, đường kính là 3 cm nha anh em nha. Đây là cái mặt trước nha. Và em quay tiếp cho anh em mình cái mặt sau này. Cái mặt sau đây, mặt sau thì có công tắc tắt mở này. Và sẽ có này, đây, có quạt nằm mát cho anh em mình. Đấy, nói chung là một cái con máy hàn quá là đẹp và chất lượng. Hôm nay thì em sẽ chuyên bán tặng cho tất cả anh em mình với cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ sở hữu được bộ máy hàn của Marula với mức giá chỉ có 799.000 đồng. 799.000 đồng thôi, anh em nghe không hề bị nhầm nha, 799.000 đồng thôi. Và em sẽ hỗ trợ bao phí trên toàn quốc, bao phí vận chuyển hoàn toàn cho tất cả anh em mình. Đấy, lên đơn cho em là máy hàn của Marula với mức giá 799k. Rẻ quá các bác ơi. Đấy, mức giá rẻ nhất trong lịch sử điện máy nha. Chưa có bao giờ mà các bác có thể mua được một con máy hàn chính hãng mà với cái mức giá hời như thế này đâu ạ. Một cái mã sản phẩm mà để có thể phục vụ cho anh em mình làm gia đình hay là làm anh em thợ công trình cũng vẫn rất chi là ok nha. Anh em làm thợ làm nhiều mà cần những cái con máy hàn nhỏ gọn nhẹ nhàng để mình có thể đeo lên vai làm việc ở trên cao thì anh em mình đừng bỏ qua cái mã sản phẩm này. Nhớ lên đơn cho em là máy hàn của Marula với mức giá 799k và miễn phí ship anh em nha. Đợt này em về cái lô kích gạch nhá. Cái này là kích gạch hay nhiều bác còn gọi là con lưng gạch.
Đấy, với cái sản phẩm này thì sẽ là một cái mã sản phẩm đẹp và dày dặn nhất trên thị trường, nhưng mà ngày hôm nay thì các bác sẽ mua được cái mức giá rất chi là hời. Cái này các bác chốt đơn thì gọi cho em là kích gạch nhá, giá chỉ có 45 nghìn một chiếc thôi. Và đặc biệt đối với những bác nào mà 10 cái thì ưu tiên sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Các bác lên đơn cho em là con kích gạch. Đấy, các bác lên lấy một đơn hàng 10 cái luôn để mình được hỗ trợ bao ship nha. Cái mã sản phẩm này thì nó sẽ là cái loại dày đẹp và chắc chắn nhất trên thị trường, mà với những cái mức giá siêu rẻ, các bác nhanh tay lên đơn nhá. Cái đợt này em về số lượng nó không có nhiều đâu, cho nên là bác là chốt mã này mình nhanh tay lên đơn cho em là con kích gạch. Giá lưu ý cho em là chỉ có 45.000 thôi. Đấy, các bác có thể nhìn cho em này. Đấy, nhìn cho em chi tiết từng sản phẩm này. Đẹp sắc nét như thế này, dày dặn đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, hàng cực kỳ là ok, chất lượng, và hôm nay đặc biệt thì các bác mua được cái mức giá siêu hời, các bác nhanh tay lên đơn nha. Hôm nay em dọn kho thì sẽ còn một ít cái pin châu 10 cell này này, em sẽ thanh lý cho các bác. Pin và sạc luôn các bác nha. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ luôn, giá rẻ sập sàn cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đây là những cái quả pin châu pin 10 cell nhá. Và cái đợt này thì em dọn kho nó lẻ ra được một ít, thì cái số lượng thì nó cũng không có nhiều, nó có khoảng tầm độ hơn 100 quả nha các bác. Với những cái quả pin thiết kế là hàng trên pin thông dụng như thế này. Đấy, cái pin này là pin của Maza nha các bác. Pin của Maza. Và đặc biệt thì nó sẽ có nhiều những cái tên gọi khác nữa. Ví dụ như là pin này là pin của Maza này. Ngoài ra thì nó sẽ có pin của Hitachi này, hay là Daiwatt này, hay là pin Maita này. Đấy, hay là pin T-Box này. Nó sẽ có rất là nhiều những cái tên gọi khác nhau. Và chung quy tóm lại thì nó sẽ đều là những cái quả pin châu 10 cell và chân pin thông dụng như này. Đấy, pin dung lượng của nó sẽ là pin 21V. Đấy, dòng pin chất lượng để phục vụ cho anh mình. Bình thường mỗi một cái quả pin này các bác mua với mức giá 250-300 nghìn một quả. Hôm nay thì em sẽ sale giảm giá, nó chỉ còn giá một nửa so với giá thị trường thôi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì các bác sẽ mua được cái mẫu pin như thế này với mức giá cho em là chỉ có 170.000 thôi các bác nha. Và lên đơn cho em là pin châu 10 cell. Đấy, các bác gọi cho em là pin châu 10 cell hàng thanh lý giá 170.000. Hàng thanh lý nhưng mà nó vẫn là hàng mới nha, nó vẫn là hàng mới và có chế độ bảo hành cho bác đàng hoàng luôn. Đấy, chỉ có 170.000 thôi và số lượng thì nó không có nhiều đâu. Nên là bác nào mua thì mình hãy nhanh tay nha, mình hãy nhanh tay liên hệ điện thoại trực tiếp bên em để mình có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Và khi mà các bác có những cái quả pin châu như thế này rồi nha, các bác lên có thể lấy một cái sạc như thế này. Đây, hôm nay thì em có một ít cái sạc này này. Cái sạc này là sạc bàn luôn đấy các bác, sạc bàn nhá. Sạc này là sạc trên pin thông dụng. Các bác sẽ dùng sạc được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Hôm nay thì giá sẽ bán tặng các bác là 69.000 đồng. Rẻ ơi là rẻ luôn, rẻ nhất trong lịch sử điện máy từ trước đến nay. Đấy, các bác lên đơn gọi cho em là sạc bàn 10 cell nhá. Sạc bàn màu đen 10 cell. Đấy, với mức giá chỉ có 69.000 đồng thôi. Quá là rẻ luôn. Em gọi là sạc 10 cell nhưng mà các bác sẽ phải hình dung ra đây sẽ là một cái sạc đa năng mà các bác có thể dùng được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Đấy, hôm nay thì vì cái mức giá nó quá là rẻ luôn. Giá rẻ sập sàn, giá rẻ bất ngờ cho tất cả nhà mình. Anh em nào có nhu cầu thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp để mình có thể đặt hàng được những cái mã sản phẩm cao cấp như thế này và với mức giá siêu rẻ luôn anh em nha. Bác nào mà mình đang có nhu cầu muốn tìm mua những bộ máy khoan gia đình này, khoan bê tông, thì ngày hôm nay bên em có cái chương trình xả kho cho các bác thì có rất chi là nhiều những cái sự lựa chọn cho các bác nhà mình. Hôm nay thì các bác có thể lựa chọn những cái bộ máy khoan bê tông hay là máy khoan đầu kẹp 13 ly máy gia đình với những cái mức giá rất chi là hời để phục vụ cho tất cả các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì đặc biệt sẽ có một cái bộ máy khoan bê tông với mức giá siêu siêu hấp dẫn. Giá mức giá rẻ sập sàn và rẻ nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ mà có cái mức giá nào rẻ như thế này các bác nha. Với những cái bộ máy khoan bê tông màu xanh như thế này các bác này. Đấy, với những cái con máy khoan bê tông màu xanh như này, với cái con khoan bê tông màu xanh này thì nó sẽ tương ứng với cái con máy khoan bê tông Boss 2-26 các bác nha. Tương ứng với cái con máy Boss 2-26 mà các bác thường là vẫn mua ở ngoài thị trường với những cái mức giá tầm 1 triệu cho đến 1,2 triệu. Đấy, thì cái đợt này do là bên công ty nào có cái chương trình sale cho các bác. Đấy, cái này thì cái tên của nó sẽ là Maza nhá. Tên của nó sẽ là Maza, dài điện trực tiếp 220V như thế này. Đấy, nó sẽ có của Boss này hoặc là của Boss, hoặc của Maza. Đấy, thường thì là em sẽ gửi các bác là cái loại Maza như thế này. Nó là hàng chính hãng của Maza đây. Đấy, hàng Maza nhé. Còn nếu mà bác nào mà có nhu cầu muốn sử dụng Boss thì các bác báo em, nó cũng có Boss. Đấy, nhưng mà Boss thì cái đợt này nó chỉ còn có 1, 2, 3 bộ thôi. Còn đa số nó là Maza. Đấy, tức là nó sẽ giống nhau, nó sẽ y chang như nhau, nó vẫn là cùng một loại máy, nó chỉ khác tên thôi.
Đấy, thì các bác mà chốt cái mã này thì các bác gọi cho em là máy khoan bê tông màu xanh của Mazda. Cái đợt này em sẽ gửi các bác là nó có cả hộp đựng máy luôn, có cả hộp đựng máy luôn cho các bác nha. Đấy, tức là cái này, cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ không có theo mũi khoan, mũi đục. Tức là một bộ thì các bác sẽ có một máy này và một tay cầm phụ như thế này. Có cái hộp đựng máy đầy đủ như thế này các bác ơi. Nó sẽ là hàng dây đồng và với một cái con máy khoan 3 chức năng. Một con máy khoan bê tông 3 chức năng to chà bá như thế này. Nhưng mà khẳng định ngày hôm nay các bác mua nó còn được cái mức giá nó rẻ hơn cả một con máy khoan tay khi mà các bác mua ngoài thị trường. Đây sẽ là một con máy khoan 3 chức năng và có đảo chiều nhá. Đầu mũi khoan 2-26 đấy. Đấy. Và cái sản phẩm này hôm nay thì các bác mua với cái mức giá nó chỉ có 580 ngàn đồng thôi. Quá là rẻ luôn các bác. 580 ngàn đồng để có thể sở hữu được một con máy khoan bê tông to chạp bá như thế này. Số lượng thì nó không có nhiều đâu. Cho nên là bác nào mình chốt cái mã này thì mình nhanh tay giúp em. Đấy, vì là cái đợt em ôm lô nó có khoảng tầm độ 50 bộ nhá. Có khoảng tầm độ 50 bộ và sẽ chốt được cho 50 bác khách hàng nào mình nhanh tay nhất. Thì mình bác, thì các bác sẽ sở hữu được một cái con máy khoan bê tông. Nói chung là đáp ứng cho các bác thì mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất. Đấy, các bác lên đơn nhớ gọi cho em là máy khoan bê tông màu xanh loại có hộp. Đấy, giá cho em là 580 ngàn đồng và sẽ được hỗ trợ bao ship các bác nha. Tiếp theo, nếu mà các bác muốn mua những cái mã sản phẩm đây. Đấy, lên bên này thì lên cho em những cái con máy khoan bê tông màu đỏ của Marula. Đây, khoan bê tông của Marula hàng chính hãng như này cho em. Và các bác nhìn cho em này, cái bộ sản phẩm này nha, thì nó sẽ có máy này, có tay cầm. Cái mã này thì nó không có mũi khoan, mũi đục đi theo các bác ạ. Hàng này là hàng của Marula. Đấy, hàng của Marula như này cho em. Đấy, em sẽ quay cho các bác chi tiết về cái thông số kỹ thuật của con máy này. Đây, các bác nhìn cho em này, máy Marula thiết kế là hàng công suất cực đại 1020W nha. Đấy, cái vòng tua ở đây này, 1050 vòng trên 1 phút. Và với cái sản phẩm này thì các bác sẽ sử dụng xài điện trực tiếp 220V. Một bộ sản phẩm này thì các bác sẽ có máy này, có tay cầm, có hộp đựng máy. Và cái này thì nó có một đôi chổi than dự phòng đi theo cho các bác đấy. Nhưng mà cái đôi chổi than này thì đa số là em gửi tới lời đa số nó sẽ bị vỡ hết các bạn. Đấy, nó bị vỡ để cái này nó đã vỡ rồi này. Vận chuyển từ nhà máy về đây nó đã vỡ rồi. Cho nên cái này nếu mà đến đâu mà các bác làm mà vẫn còn nguyên vẹn thì mình có thể xài được nhá. Còn nếu không thì các bác thông cảm giúp cho em. Để em nhập như nào là em sẽ gửi tới tay các bác là như vậy. Bởi vì là cái đợt này thì các bác mua được cái giá nó quá là hời rồi. Với cái bộ máy khoan bê tông của Marula như thế này thì hôm nay thì em sẽ sale cho bác với mức giá là 750 ngàn nhá. 750 ngàn một bộ. Lên đơn cho em là khoan bê tông của Marula. Đấy, cái máy màu đỏ này, màu đỏ rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Màu đỏ nó thể hiện sự may mắn. Đấy, bác nào mà muốn chọn màu phong thủy thì hôm nay các bác sẽ có rất là nhiều màu để cho mình có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và sở thích. Đấy, cái này thì các bác lên đơn gọi cho em là máy khoan bê tông của Marula, giá cho em là 750k nhá. Và tiếp theo thì là lên tiếp cho em này sẽ là một bộ máy khoan của Hukan mã K90. Đây, cái bộ này thì sẽ theo cho anh em mình sẽ đầy đủ phụ kiện luôn anh em ạ. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ có bao gồm một máy này, một tay cầm, một hộp đựng. Và cái này thì thường là các bác sẽ có phiếu bảo hành chính hãng của công ty, máy của Hukan. Đấy, trong này có một hộp đựng mũi nhá. Có một cái thước đo ly như này. Để em sẽ mở cái hộp đựng mũi này cho các bác coi. Với cái con máy khoan bê tông của Hukan mã K90 này, các bác sẽ được tặng kèm thêm là nó sẽ có 2 mũi đục và 3 mũi khoan như thế này. Đấy, tức là nó sẽ đủ bộ cho các bác nhà mình luôn. Máy thì nó vẫn là dòng máy 3 chức năng và có đảo chiều đầu mũi khoan 2-26 nhá, mũi đầu gà như thế này. Con này có công suất cực đại là 1020W luôn đây các bạn. Đây, để em quay chi tiết cho các bác cái thông số kỹ thuật của nhá. Đây, các bác có thể làm rõ cho em này. Cái thông số kỹ thuật của cái con máy Hukan mã K90. Đấy, thì với cái bộ sản phẩm này các bác nhìn cho em là cái dây điện dẫn của nó rất chi là dài. Đấy, dây điện dẫn của nó rất chi là dài nha. Đấy, nguyên bộ sản phẩm nó sẽ đầy đủ như thế này cho em. Cái này thì các bác lên đơn gọi cho em là khoan bê tông Hukan mã K90. Hôm nay thì em sẽ giảm giá cái mã này, giảm giá kịch sàn và sẽ tri ân bán tặng cho các bác cái mã này với mức giá là 850.000 nhá. Mức giá rẻ nhất từ trước đến nay, không đâu rẻ bằng các bạn. Đấy, thì hôm nay các bác sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn và nhiều phân khúc cho các bác, từ những cái dòng máy khoan bê tông này cho đến những cái dòng máy khoan tay như này cũng có rất chi là nhiều. Đấy, các bác có thể lựa chọn cho em cái con máy khoan đầu kẹp 13 ly như thế này. Cái mã này nhá, đây mã này các bác nhớ gọi cho em là
khoan bê tông Hukan mã K90 hôm nay với mức giá là 850.000. Đấy, riêng cái sản phẩm này thì các bác mua được cái giá rất là rẻ và nó sẽ theo phụ kiện đầy đủ, mũi khoan mới đục cho mình rồi. Máy thì sẽ là máy 3 chức năng và hàng logo dập lủi của Hukan. Đấy, máy quá là ngon và chất lượng, và hôm nay thì mua được cái mức giá quá là hời. Các bác là chốt thì mình nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nhá. Còn cái con máy khoan 13 ly của Kuta này này, khoan phụ kiện khoan gia đình như này cho em. Với cái bộ máy khoan này thì các bác nhìn cho em này, nó sẽ có rất là nhiều đồ cho các bác. Đầu tiên sẽ là một máy. Đấy, một máy này, một tay cầm phụ này. À, đi theo thì phụ kiện của nó rất chi là nhiều. Với cái con máy này thì các bác sẽ theo là một chiếc búa này. Đấy, có cả kìm đây này. Mỏ lết này. Đây nha các bác. Có thêm một cái mỏ lết như này cho các bác này. Một cái kìm này. Tiếp theo sẽ là một cuộn băng dính cách điện đây. Một cuộn băng dính cách điện. Một cái dây khẩu như này luôn này. Trên này thì sẽ là dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này. Bút điện này. Tô vít hai cạnh, bốn cạnh. Mũi khoan một vít như này. Đấy, các bác nhìn thấy là một bộ máy khoan gia đình nó sẽ có đầy đủ những cái chi tiết phụ kiện như thế này để cho các bác nhà mình sẽ sử dụng làm được mọi việc trong nhà. Đấy, thì với cái con máy này thì nói chung là nó rất chi là đa năng. Máy nó sẽ là đầu kẹp 13 ly như thế này và có chức năng búa để hỗ trợ khoan đường nhá. Đấy, đầu kẹp 13 ly, đầu mang danh sắt có khóa mở. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn, hàng chính hãng của Kuta cho em. Và các bác nhìn cái thông số kỹ thuật của máy này. Đây, công suất là 680W các bạn. Đó, xài điện trực tiếp 220V. Đấy, cái con này nó là hàng nội địa nhá. Đấy, các bác chốt thì gọi cho em là máy khoan 13 ly, khoan điện 13 ly của Kuta. Loại có nhiều phụ kiện. Đấy, nó có quá trời là phụ kiện như thế này này. Mà ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 450.000 đồng thôi các bác ơi. 450.000 đồng thôi. Mức giá rẻ nhất từ trước đến nay. Mức giá rẻ rẻ không tưởng tượng ra được các bạn. Đấy, các bác lên đơn cho em là máy khoan điện 13 ly của Kuta với mức giá là 450.000. Đấy, mức giá rất chi là hời các bác nha. Giá rất chi là hời và sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà cho em. Và nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, bác là chốt mình nhanh tay bởi vì là cái mã sản phẩm này thì hôm nay em còn số lượng rất là ít nhá. Còn số lượng rất là ít nên là bác là chốt thì mình nhanh tay đặt hàng sớm khi số lượng hàng vẫn chưa hết các bác nha. Hộp đựng đồ tiện lợi quá anh em ơi, phù hợp cho tất cả các bác thợ nha. Hộp này nó sẽ có một cái tay sách này đấy. Trên nắp này nó còn có ngăn như này anh em ơi. Đấy, đây khóa nha anh em, mình mở ra này. Trong này nó sẽ có ngăn để đựng tô vít này và mở ra đây sẽ là một ngăn to đại như thế này. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh em mình một cái mã sản phẩm giá cực hời luôn anh em ơi. Đây là một cái máy thổi bụi và hút bụi điện nhá, xài điện trực tiếp 220V. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ luôn, giá rẻ như cho, rẻ như tặng luôn anh em ạ. Và số lượng không có nhiều đâu nhá. Anh em nhà mình mà có nhu cầu cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Và em sẽ cắm điện rồi đây này, cắm điện thử rồi em sẽ test thử cho anh em mình cái chức năng của nó luôn. Đấy, đây sẽ là một con máy vừa thổi bụi và vừa hút bụi được nha. Khi mà anh em mình xài thì mình cứ cắm điện trực tiếp 220V như thế này. Hàng chính hãng của Kuta anh em ơi. Đó, hay công suất của nó sẽ là 750W nha. Và đây là cái thông số kỹ thuật này. À, cái này thì khi mà anh em mình lên đơn ý, thì nhớ gọi cho em là máy thổi bụi vàng. Máy thổi bụi điện màu vàng. Đấy, giá cho em là 220.000 đồng thôi anh em ơi. Đấy, gọi cho em là máy thổi bụi điện màu vàng của Kuta nha. Giá chỉ có 220.000 đồng thôi. Và thật sự luôn là em bán điện máy đến cả hơn 25 năm rồi, chưa bao giờ mà ôm được một cái lô máy nào với cái mức giá rẻ giá hời như thế này đâu anh em ơi. Đấy, số lượng không có nhiều nên là anh em mình hãy nhanh tay nhá. Và bây giờ em sẽ test thử cho anh em mình này. Đấy, em nhìn cho em cái chức năng nhá. Đầu tiên là em đang cắm điện trực tiếp này. Khi mà anh em mình lắp cái ống thổi vào đây và túi đựng bụi vào đây thì nó sẽ là cái chức năng thổi nha anh em nhá. Đây, cái mẫu máy nó sẽ như thế này này. Đấy, mình bóp công tắc nha. Đây là em sẽ thổi thử này. Đây. Đấy. Cực kỳ là chất lượng luôn anh em ạ. Siêu mạnh luôn nha. Thổi cái đầu sạch cái nó luôn anh em ạ. Và bây giờ em sẽ test thêm cái chức năng hút bụi cho anh em mình. Đấy, khi làm mà anh em sử dụng cái chức năng hút bụi nha thì anh em mình nhớ này, quay cho em này. Đây, anh em tháo cái ống thổi này ra. Đấy, tháo cái ống thổi này ra nha. Mình sẽ lắp cái ống thổi quay vào cái phía bên này. Đây, lắp ống thổi vào đây này. Và cái túi đựng bụi thì anh em sẽ quay sang cái chiều bên này cho em nha. Tức là mình sẽ đảo chiều vị trí của cái ống thổi và ống hút như thế này. Đó, hãy đây nha, em sẽ hút thử cho anh em mình này. Này, cái này là nó to quá là hôm nay thì em lại share cho anh em mình cái mã mỏ hàn mà đã được rất là nhiều anh em quan tâm. Đây là cái mỏ hàn xung nha.
Cái này anh em mà chốt thì gọi cho em là màu đỏ nhá, với mức giá chỉ có 170.000 đồng thôi anh em ạ. Và cái mã sản phẩm này thì anh em mình sẽ được hỗ trợ bao ship luôn. Mỏ này thì sẽ là mỏ đồng nha anh em nhá, hàng mỏ đồng 100% luôn. Và anh em mình sẽ mua về để mình hàn chì, hàn thiếc. Cái này chưa theo chỉ hàn nhựa thông đâu. Và với cái mỏ hàn này thì nhân viên kỹ thuật nhà em đã dùng đến cả bao nhiêu năm nay rồi, đến cả hơn chục năm rồi các bác ạ, mà nó vẫn xài rất chi là tốt. Cái này thì nó sẽ có một cái độ bền cao này, và đặc biệt hôm nay thì em mình mua được cái giá rẻ, giá hời nha. Cái này thì chưa theo chì hàn với nhựa thông này, nếu mà trong trường hợp mà em nào mình chưa có chì hàn nhựa thông thì có thể liên hệ bên em để mình mua thêm cả chì hàn nhựa thông đấy cũng có. Đấy, còn mỏ hàn thì chưa theo chì hàn nhựa thông đâu, mà giá rẻ lắm, chỉ có 170.000 đồng thôi. Đấy anh em mà chốt thì gọi cho em là mỏ đỏ nha. Cái mỏ hàn này nó sẽ có công suất là 100W và xài điện trực tiếp 220V. Lên đơn nhớ gọi cho em là mỏ đỏ với mức giá 170k và sẽ được hỗ trợ bao ship tận nhà anh em mình. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Kiểm tra ưng ý với nhận, mới không ưng ý thì cứ hoàn hàng về cho em đi. Và với cái sản phẩm này thì em cam kết khẳng định, tự tin là khẳng định cho anh em mình là anh em nào mà đã nhận rồi, mà đã dùng rồi thì sẽ đều tin tưởng sử dụng và sẽ phản hồi cái chất lượng của nó cực kỳ là ok anh em nhá. Đợt em dọn kho thì nó còn lẻ một ít cái mẫu khoan 13 ly này nhá. Đấy, nó còn khoảng tầm độ 1-2 thùng các bạn. Em sẽ thanh lý rẻ cho các bác. Đấy, cái con máy khoan này thì nó sẽ tương ứng với cái con Makita 13 ly. Đây, nó sẽ thiết kế là máy có 3 chức năng này. Đây, có 3 chức năng nhá. Có búa để khoan tuổi như này. Một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm này, có một thân máy, 2 pin và một sạc. Pin của nó sẽ là dòng pin châu pin 10 cell như thế này. Sạc của nó sẽ là sạc bàn nhá. Và đầu kim loại 13 ly. Máy sẽ là máy không chổi than nha. Các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như thế này. Bình thường cái con này giá thị trường của nó các bác mua với mức giá là tầm 900-950 nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ tri ân bán tặng các bác cái mã này. Đấy, bán tặng các bác mã này với mức giá là 799.000 đồng. 799.000 đồng nha. Các bác thấy nó có hời không ạ? Giá quá hời luôn. Một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này, theo hai pin châu 10 xe và một sạc, em nói thật sự luôn à. Với cái mức giá hai của pin châu này thôi, các bác ra ngoài thị trường mua nó đã có cái mức giá tầm tiền này rồi. Hôm nay bỏ ra 799.000 để sở hữu về nguyên bộ sản phẩm như này, cái giá của nó quá hời luôn. Cái dòng này á, nó thiết kế là hàng chân bi thông dụng nhá. Máy sẽ là máy đa di lăng như này, các bác sử dụng để bắn tôn, bắn vít này, thậm chí khoan tường cho em cũng được. Đấy, bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều ok luôn. Và thiết kế máy không chổi than, các bác là thợ nhé, làm thợ nhiều thì các bác chỉ cần nghe cái tiếng máy kêu là đã thấy nó chất lượng như thế nào rồi. Đây, với mức giá cho em là 799.000, các bác nhanh tay lên đơn. Gọi cho em là máy khoan pin 13 ly màu xanh của Maza nhé. Đấy, nguyên một bộ này là 799.000. Cái bộ này thì nó còn theo cho các bác có cả tay cầm đấy. Đây, có cả tay cầm phụ như này các bác nha. Và nếu hôm nay nếu bác nào mà mua thân máy là cũng có nhá. Đây, thân máy như này. Thân máy thì nó sẽ là hộp giấy như thế này, có một thân máy và một tay cầm đi theo như này, thì giá cho các bác là 499.000. Cái này thì gọi cho em là thân máy khoan pin 13 ly màu xanh của Maza. Đấy, mức giá 499.000 một thân máy, còn lấy nguyên bộ thì sẽ là 799k. Số lượng không có nhiều đâu các bác nha, có tầm khoảng 2 thùng. 2 thùng thì nó rơi khoảng vào tầm 10 cái, cho nên là các bác chốt đơn mình nhanh tay đặt hàng sớm, khi số lượng hàng vẫn chưa hết thì mình nhanh tay nha. Play bên em về kho được một ít cái bộ bấm bông tay của Đức các bác ơi. Một cái mã sản phẩm mà được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Cái đợt này thì bên em về kho với cái số lượng như này. Đó, và với cái mức giá rất chi là hời để phục vụ các bác nha. Cái sản phẩm này nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái chi tiết như thế này, cực kỳ là xịn sò, đa năng và tiện lợi. Hôm nay với cái mức giá rẻ sấp xa luôn các bác. Mức giá rẻ em bán tặng các bác chỉ có 70k thôi. Đây là một cái mã sản phẩm em tri ân tương tác để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng quen thuộc. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì mình nên đơn cho em là bộ bóng móng tay của Đức nha. Với mức giá chỉ có 70k thôi. Rẻ ơi là rẻ, rẻ như là cho, rẻ như là tặng cho em. Đấy, tiếp theo sẽ là một cái bộ dao. Đây, cái này các bác gọi cho em là dao. Cái này thì em sẽ bán lẻ một cái một nha. Dao này sẽ là một con máy, một con dao bếp này. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn, siêu to khổng lồ như thế này luôn cho em này. Đấy, các bác nhìn này, cái này thì nó sẽ thiết kế là cán gỗ nha. Cái này là cán gỗ này, siêu sắc bén nhá. Đây là bộ dao bếp. Đấy, cái này thì nó sẽ là con dao chặt nha các bác, con dao chặt. Cái này mà các bác chốt thì lên đơn gọi cho em là dao bếp loại tay gỗ nha. Đấy, các bác sẽ mua một chiếc như thế này, mua một chiếc như này với mức giá sẽ
cam kết các bác với mức giá yêu thương nhất để em gửi tới các bác. Cái sản phẩm này mới về kho nên là em chưa cập nhật giá. Nếu mà bác nào mình cần những cái bộ dao bếp xịn xóa như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp nhà em một trong hai cái đầu số điện thoại để nhân viên nhà em sẽ tư vấn và cụ thể nói chung là sẽ tư vấn cho các bác đầy đủ từ A đến Z để cho các bác có thể là hiểu rõ về sản phẩm để mình có thể yên tâm khi đặt hàng nhá. Cái này các bác nhớ gọi cho em là dao bếp loại cán gỗ nhá. Đây cực kỳ là đẹp luôn, dày dặn, cầm nó rất chi là lặng tay nhá. Đấy, cực kỳ là đẹp, siêu sắc bén, các bác nhìn cái lưỡi dao này. Đấy. Nào bây giờ lên tiếp theo một cái mã sản phẩm tiếp theo này. Ở đây sẽ là những cái bộ bàn chuyển máy sập nha. Đây này các bác ơi, cái chuyển này nó sẽ có đủ nguyên một combo là 3 chi tiết như thế này. Đấy, nó sẽ tặng cho các bác là những cái lưỡi sọc ở đây này. À, đây là cái bộ chuyển máy sọc, các bác sẽ chuyển thiết kế mình lắp vào cái máy khoan đồ kẹp như này, thiết kế sang máy sọc như này nhá. Lên đơn gọi cho em là bộ chuyển máy sọc nhá, giá chỉ có 150.000 thôi. Cái này thì chưa kèm theo máy khoan và đây cũng là một cái mã sản phẩm em tri ân tương tác bán tặng cho các bác với mức giá rất chi là hời, bác là chốt mình nhanh tay đặt hàng. Đấy, lên đơn cho em là bộ chuyển máy sọc nhá, giá 150.000 này. Và tiếp theo này, đây sẽ là những cái ổ cắm đúc, hàng cao su đúc nha, hàng chống va đập đảm bảo lấy búa đập không vỡ. Đấy, với những cái ổ điện này em sẽ có ổ, đây là ổ 5 lỗ này. Ổ 5 lỗ các bác cắm được 3 lỗ chân tròn và 2 lỗ chân dẹt cho em. Hàng cao su đúc nha, hàng chịu tải cao, hàng chống va đập đảm bảo lấy búa đập không vỡ. Cái ổ 5 này này giá 45.000 và các bác lấy cái loại ổ 3 lỗ em cũng có. Ổ 3 lỗ thì các bác chỉ cắm được 3 lỗ chân tròn thôi. Giá nó cũng 45.000. Đấy, và cái phích cắm đúc như này thì sẽ là 25.000. Đặc biệt bác nào lấy 10 cái ổ điện thì bên em sẽ hỗ trợ bao ship tận nhà luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho em, ưng mình nhận, không ưng mình hoàn hàng về. Và cam kết khẳng định các bác với những cái mã sản phẩm này, bác nào mà đã nhận hàng thì bác nào cũng đều ưng ý về chất lượng cũng như là mẫu mã. Đấy, và hôm nay với cái mức giá rất chi là rẻ nên là các bác nhà mình nhanh tay lên đơn để có đơn nhá. Nào bây giờ lên tiếp cho em này, ở đây sẽ là những cái quả pin trâu của Dorama, pin hàng chính hãng luôn, chân pin thông dụng như thế này cho em. Đấy, chân pin thông dụng như thế này, có đèn báo pin nhá, pin dòng xả cao, pin của Dorama, pin 15 cell luôn, mà mức giá em bán tặng các bác chỉ có 320.000. 320.000 thôi và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Các bác lên đơn cho em là pin 15 cell của Dorama, giá 320.000 miễn phí ship. Đấy, bên này sẽ là những cái mỏ hàn sung nhá. Cái này các bác gọi cho em là mỏ đỏ nhá, giá của nó chỉ có 170k thôi và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship. Công suất của nó lên tới là 100W nha. Các bác xài điện trực tiếp 220V. Đấy, mức giá rẻ bất ngờ, giá yêu thương nhất để em gửi tới các bác này. Đấy, cái này thì các bác dùng nó rất chi là bền, các bác mua về để hàn chì, hàn thiếc. Và đặc biệt nó sẽ là hàng mỏ đồng chứ không phải là như những cái mỏ nhôm mà các bác mua ngoài thị trường đâu. Đấy, mức giá siêu rẻ luôn, có 170.000 thôi. Lên đơn cho là mỏ đỏ nha, mức giá 170k và sẽ được hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác nhà mình luôn. Một cái sản phẩm tiếp theo em sẽ share cho các bác trong cái buổi video ngày hôm nay. Đây là những cái chiếc túi đựng đồ nghề cực kỳ là cao cấp nha. Chất liệu của nó sẽ là hàng vải bố Mỹ các bạn ạ. Siêu bền và ngày hôm nay các bác mua được cái mức giá siêu rẻ cho em. Với cái chiếc túi này sẽ là túi size trung và bên em sẽ có hai size để cho các bác có thể lựa chọn, túi size trung hoặc là túi size đại nha. Túi size trung sẽ có mức giá 230.000 và sẽ được miễn phí ship. Kích thước của cái túi size trung thì sẽ có chiều cao là 25, chiều dài 42 và chiều rộng là 20cm. Còn khi các bác lấy túi size đại, cái hình thức nó cũng như thế này nhưng mà cái kích thước của nó sẽ to hơn một chút. Túi size đại sẽ có mức giá là 260.000 được miễn phí ship và sẽ có kích thước là cao 32 này, dài 48 và rộng 22cm. Đấy, hình thức túi thì các bác nhìn nó sẽ như thế này, có hai cái dây xách tay này nha và một dây đeo vai đây này. Đấy, các bác có sử dụng để xách tay và đeo vai được luôn. Phù hợp cho tất cả các bác thợ để sử dụng để đựng đồ đi làm này hay là gia đình đi du lịch nghỉ mát thì mình có thể đựng quần áo đi chơi nha. Túi thì có rất là nhiều ngăn các bác, có một cái ngăn to chính như thế này. Đấy, và trong cái ngăn to chính này nó sẽ có một cái ngăn phụ ở đây và mặt trước nó sẽ có hai ngăn kéo khóa này, mặt sau là có hai ngăn kéo khóa như thế này luôn, bên sườn là mỗi bên một ngăn luôn nha. Và đặc biệt các bác nhìn trang cái đáy túi ạ, được đan dây rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn như thế này, dùng không bao giờ lo bị thủng rách đâu. Cái chất liệu của nó thì phải nói rằng là bao bền bao đẹp cho các bác đây, đẹp sắc nét đường đường kim mũi chỉ luôn này các bác này. Đấy, bác nào mà đã nhận được cái chiếc túi này bên em thì các bác cũng đều phản hồi khen cái chất lượng của nó cực kỳ là tốt. Và rất nhiều bác đã mua rồi là sẽ quay lại mua thêm, mua hộ cho anh chị em bạn bè người nhà hoặc là mua thêm cho thợ, mình dùng rất chi là ok nha. Đấy, các bác nào chốt túi mình nhanh tay lên đơn cho em là túi đựng đồ, lên đơn cho em là túi xe trung hoặc xe đại nhá. Đấy, tiếp theo ngày hôm nay là em sẽ sell cho các bác này. Đây là cái con máy cắt cầm tay của Dorama, hàng chính hãng luôn các bác. Con máy này thì nó sẽ có công suất là 850W,
xài điện trực tiếp 220V nha. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm thiết kế là hàng dây đồng đấy các bạn. Và một bộ sản phẩm này trong này thì nó sẽ có bao gồm này. Đây để em sẽ mở cho các bác xem phía bên trong nha. Một bộ sản phẩm này thì nó sẽ có một máy. Kèm theo máy sẽ là một cái ốp bảo vệ này. Và một cái tay mở lưỡi này các bác này. Đấy. Và em sẽ mở cái con máy này cho các bác coi. Đây sẽ thiết kế là một con máy chui ngắn sử dụng hàng công tắc gạt mưa các bác. Đây. Mẫu máy rất là đẹp luôn các bác nha. Hôm nay thì với cái sản phẩm này các bác sẽ mua được cái mức giá chỉ có 350.000 thôi. Rất chi là hời luôn. Đây sẽ là một con máy cắt cầm tay thiết kế là công tơ gạt đuôi này. Đấy, sử dụng rất chi là bền luôn, bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình. Hàng dây đồng 100% nha. Công suất của máy sẽ là 850W các bạn. Lên đơn cho em là máy mài đỏ của Drama, máy mài đỏ của Drama. Giá chỉ có 350.000 đồng thôi. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái con máy cắt cầm tay mà đáp ứng đủ cho các bác mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất luôn. Hôm nay bác là chốt cái mã này thì mình nhanh tay đặt hàng cho em. Lên đơn là máy mài đỏ của Drama nha. Giá chỉ có 350k thôi, mức giá siêu hời luôn các bác nha. Cái đợt này em về được một ít cái đèn đội đầu này, rất chi là xịn luôn nha các bác. Cái này các bác gọi cho em là đèn đội đầu nha. Cái này hàng mới về kho lên này em chưa lắm được giá nha. Thì một lát nữa em sẽ cân đối để báo giá cụ thể cho các bác. Đấy, mẫu mã rất chi là đẹp luôn. Các bác đi làm đồng làm đêm này, các bác sở hữu những cái mẫu đèn như thế này. Đấy, gọi cho em là đèn đội đầu này. Tiếp theo sẽ là cái bộ tăng đơ của Samsung này. Cái này là tăng đơ cắt tóc nha. Đấy, nguyên bộ như thế này. Cái này thì nói chung là được các bác chủ salon tóc là đã tin dùng rất là nhiều rồi. Các bác lên đơn cho em là tăng đơ của Samsung. Cái này nó sẽ theo hai pin và quả pin của nó rất chi là to. Đấy, pin rất chi là to như thế này, kèm theo bốn cái cữ này, có củ sạc như thế này. Giá là 300.000 một bộ nha và sẽ được bao ship luôn. Lên đơn cho em là tăng đơ cắt tóc của Samsung này. Giá 300.000 này. Bên này sẽ là những cái vít của Daiwatt nha. Cái vít đầu bốn cạnh chân lục giác như thế này. Em sẽ có loại ngắn dài nhá. Đấy, như những cái loại ngắn nó tầm 5 phân, 17 phân thì giá là 7.000 đây này. Đấy. Cái dài nhất đây là 25 phân, giá là 25.000. Đấy, hoặc các bác lấy những cái dòng 9 phân như này giá 15.000 nhá. Đấy, gọi cho em là vít Daiwatt nha. Cái này đầu vít bốn cạnh vít BH2 chân lục giác nha. Và những cái mũi khoan đa lăng này các bác này. Đây. Mũi khoan đa lăng của bên em thì nó sẽ khoan được nhiều chất liệu nha. Các bác có thể sử dụng khoan ok nhất là mình đi khoan đá, khoan gạch. Đấy, hoặc là các bác có thể khoan kính được luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là đầu chân lục giác này, chân lục giác đầu bốn cạnh như này. Có mũi 468 giá là 25.000 một mũi nha, còn mũi 10 12 thì sẽ là 35.000 một mũi. Đấy, các bác lấy cái mũi nào thì các bác cứ báo bên em này. Em sẽ lên tiếp cho các bác. Ở bên này sẽ là những cái máy cạo râu bằng pin nha. Hôm nay máy cạo râu bằng pin thì em sẽ có hai loại nhá. Đây, cái loại này các bác gọi treo là máy cạo râu bằng pin màu đen này, giá 199.000 này, được miễn ship này. Đấy, còn cái loại này các bác gọi cho em là máy cạo râu bằng pin màu đen loại hình vuông này. Đấy, cái này nó cũng chưa hẳn hình vuông nhưng mà các bác cứ gọi là hình vuông cho em này. Đây, cái này nó sẽ là dòng sạc của nó liền như này. Các bác đẩy ra để vào đây nhá. Đấy. Cái này dùng bằng pin và khi nào hết pin thì là các bác sẽ lạp điện trực tiếp 220V luôn, tiện lắm. Đấy, cái này giá là 150.000 thôi và sẽ được bao ship nha. Những cái máy này thì các bác sử dụng để cạo râu nha. Đấy. Cạo râu rất chi là an toàn, không có bị đau rát chảy máu như các bác dùng bằng dao lam đâu nhá. Dùng rất là thích luôn. Đấy, tiếp theo sẽ là những cái bộ áo điều hòa nha các bác. Cái đợt này em sẽ gửi tới các bác này. Áo điều hòa em sẽ có đủ size từ 50kg cho đến 80kg luôn. Và sẽ có nhiều màu này. Màu xanh than này, màu dàn di này, màu xanh rêu như thế kia. Đấy, và một bộ áo thì nó sẽ có theo một áo này và một bộ điện như thế này. Đấy, bộ điện thì nó sẽ bao gồm hai cái quạt, một quả pin và một cái sạc như này nha. Các bác lấy nguyên bộ gồm một bộ điện và một áo, giá chỉ có 699k thôi. Còn các bác muốn mua thêm những cái áo lẻ như thế này, áo lẻ để mình về mình mặc thay thế nhá, thì sẽ là 230 này. Hoặc các bác muốn mua những cái bộ điện rồi như này em cũng có luôn. Đấy, về các bác sẽ lắp cái hai quạt này vào áo này. Đấy, áo thì thiết kế áo rất là đẹp luôn. Đấy, đây này, áo nó sẽ có cái lỗ hổng để cho các bác lắp quạt nhá. Các bác lắp hai quạt vô đây. Sau đó là mình sẽ bật pin lên để cho quạt chạy. Thì các bác mặc cái áo này nói chung là có một chiếc áo này bảo hành các bác sẽ mát cả mùa hè năm nay luôn. Đấy, và sử dụng thì nó cũng rất chỉ là bền, dễ sử dụng nhá. Các bác cứ lên đơn cho là áo điều hòa. Mình có thể mua cả bộ hoặc là mua lẻ cũng được nhá. Nào, bên này em sẽ lên tiếp cho các bác này. Ở đây sẽ là những cái mũ cắt cỏ này. Đây, những cái mũ cắt cỏ rất là đẹp luôn. Cái mũ này thì các bác gọi cho là mũ cắt cỏ. Cái này gọi là mũ cắt cỏ nhưng mà các bác có thể đội để mình đi cắt cỏ này. Hay là các bác đi làm những cái công việc gì mà mình không muốn bị những cái vật thể lạ nó bắn vào mặt, bắn vào mắt thì các bác có thể mua những cái mũ như thế này. Đấy, cái mũ này thì nó rất chi là đẹp nha và ai cũng có thể đội vừa. Nó có cái miếng lưới này này,
cái miếng lưới này các bác có thể tháo rời nhá. Ở bên sườn nó sẽ có hai khuy này. Đấy, các bác không muốn dùng cái miếng lưới này thì mình tháo nó ra thì sẽ trở thành một cái mũ như cái mũ bảo hộ lao động của các bác thợ điện luôn. Đấy, cái phần hõm đầu là mình có thể tùy chỉnh này, và cái dây này cũng tùy chỉnh được. Cho nên là ai cũng đội vừa nhá. Các bác đầu to đầu bé là mình đội vừa hết luôn. Đấy, tiếp theo sẽ là những cái bộ khẩu mở bu lông này. Đây các bác lên đôi cho em cái bộ này. Đấy, cái này cái bộ này nó sẽ có 20 món nhá. Cái này gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 20 cái. Khẩu này khẩu 1/2, nó sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 24. À đâu, khẩu 32 luôn chứ. Từ 8 đến 32 luôn. Giá chỉ có 400.000 thôi. 400.000 một bộ nha. Chất liệu nó đẹp lắm. Đấy, bộ này có 20 chi tiết luôn này. Ở bên này sẽ là những cái máy bắn cốt 5 tia xanh nhá. Cái dòng này các bác gọi cho em là 5 tia xanh của Akuza loại vỏ nhựa nhá. Và đây là 5 tia xanh của Kutan này. Hôm nay em sẽ sale đồng giá cho các bác luôn. Với mức giá cho em là 750.000. 750.000 nó sẽ là dòng máy 5 tia và sẽ kèm theo cái chân 1m2 đi kèm luôn này. Bên này sẽ là những cái đèn pin cầm tay này. Cái này gọi cho em là đèn pin màu đen. Giá cho em sẽ là 220.000 và sẽ được miễn phí ship nha. Cái này nó là dòng đèn pin cầm tay loại siêu sáng luôn. Tiếp theo ở đây thì sẽ là những cái máy bắn cốt 16 tia xanh của Akuza này, mạ 4D. Đấy, nguyên hộp nó sẽ như thế này. Đấy, nói chung là cái này nó đẹp từ cái hộp đẹp đi các bạn. Một bộ này thì nó sẽ có nguyên hộp đây, có máy và những cái phụ kiện như này nha. Riêng cái này thì các bác sẽ có hai pin và một vỏ pin đi theo này, có cả điều khiển từ xa luôn nha. Đầy đủ những cái phụ kiện để các bác gắn tường được nhá. Cái dòng này là dòng 16 tia xanh siêu sáng luôn. Các bác lên đơn treo là máy bắn cốt 16 tia xanh của Akuza. Giá chỉ có 1.2 triệu thôi. 1.2 triệu một bộ luôn nha các bác. Bình thường ra ngoài thị trường mua một con máy 16 tia ngon như này các bác mua tầm giá 1.7 triệu. Đấy, hôm nay em trên các bác giá 1.2 triệu để các bác nhanh tay là có đơn nhá. Lên tiếp trên những cái đầu bắn tôm của Daiwatt này. Đấy, đầu bắn tôm của Daiwatt rất là xịn luôn. Cái đầu này thì nó siêu hút luôn này. Giá 25.000 một đầu giúp em nha. 25.000 một cái đầu bắn tôm của Daiwatt như thế này. Tiếp theo thì sẽ là những cái con kích gạch này. Con kích gạch hay nhiều bác còn gọi là con đội gạch đây. Giá 45.000 nha. Đây nó sẽ là cái loại dày dặn đẹp nhất trên thị trường luôn. Em bán tặng các bác giá 45.000. Đặc biệt bác nào mua 10 cái em sẽ bao ship luôn. Đây là cái bộ khẩu hộp vàng của Hukan này. Hộp của Hukan. Đấy, cái này gọi cho em là hộp khẩu vàng bé nhá. Nó sẽ có 10 cái. Giá 199.000. Cái này nó sẽ có 10 cái khẩu bullet 1/2 siêu dài luôn. Cái khẩu này sẽ từ khẩu 8 đến khẩu 24 luôn này. Đấy, chất liệu nó đẹp lắm. Tiếp theo sẽ là những cái ke góc 5 châm nhá. Cái ke này là ke 50 này, giá là 70.000 này. Ke này ke 75 đây giá 100.000. Nó có cái loại nhỏ hơn cái ke 50 này, nó là cỡ 25, cỡ ke 25 giá là 50.000 thôi. Đấy, các bác gọi cho em là ke góc 5 châm. Tiếp theo thì sẽ là những cái cây lấy dấu. Những cái cây lấy dấu như này giá có 50.000 thôi này các bác này. 50.000 một cái cây lấy dấu như thế này nhá. Ở bên này thì sẽ là những cái mỏ hàn xanh này, mỏ hàn xanh đây. Cái mỏ hàn xanh thì các bác sẽ để hàn chì, hàn thiếc nha. Cái mỏ này là mỏ hàn điện tử đấy. Cái này có điều chỉnh nhiệt độ này, chỉnh tối đa là 450 độ nha. Đấy, mỗi một mỏ hàn này sẽ được tặng kèm thêm một túi đầu mỏ 5 cái như này. Giá là 150.000. Đấy, các bác lên đơn cho nó mỏ hàn xanh này, giá 150.000 này. Còn đây là mỏ hàn đen này. Mỏ hàn đen thì là 240.000 nha. Cái mỏ hàn đen nó cũng là mỏ hàn điện tử, nhưng mà cái mỏ hàn đen này nó sẽ có hiển thị luôn này. Giá 240.000. Đấy, lên đơn cho em là mỏ hàn xanh hoặc là mỏ hàn đen nha. Tiếp theo qua đến phía bên này, lên cho em là những cái kẹp dòng đa lăng này. Kẹp dòng 3266 TDLGT. Cái này các bác cứ gọi cho em là kẹp dòng màu vàng nha. Giá là 250.000. Cái này các bác có đủ chức lăng luôn. Có thể đo thông này, đo tụ, đo chở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo điện đứt ngầm. Đặc biệt nó sẽ có chức năng chống đo nhầm điện nha. Các bác cắm nhầm điện trực tiếp nó cũng không bị chập cháy đồng hồ đâu. Đấy, cái này gọi cho là kẹp dòng vàng. Giá là 250.000. Đấy, nguyên bộ như này luôn nha. Tiếp theo bên này nó sẽ là cái bàn cắt này. Đây, cái này là cái bộ chuyển bàn cắt nhá. Về các bác sẽ lắp lại giống như cái hình ảnh này ạ. Đấy, lắp từ cái máy cắt cầm tay sang cái cắt bàn như thế này. Đấy, một bộ thì nó sẽ có 3 chi tiết như này nhá. Đấy, về các bác lắp máy cắt vào là các bác xài thôi. Cái này nó không theo máy cắt nha. Giá chỉ có 250.000 thôi. Máy cắt là các bác mua riêng nha. Đấy, gọi cho em là bộ chuyển bàn của máy cắt nha. Giá cho em là 250.000 này. Ở đây thì sẽ là những cái máy cưa gỗ của Đất Tông sử dụng lưỡi 185 nhá. Có này hàng chính hãng của Đất Tông này. Giá cho em là 880.000 này. Bác nào muốn mua những cái tăng đơ hàng ngon bổ rẻ, các bác lấy cái bộ tăng đơ của Zichen này nhá. Bộ tăng đơ của Zichen đây là 150.000 này. Đấy, cắt tóc cho cả người lớn và trẻ nhỏ được luôn. Đấy, bên này em sẽ giới thiệu các bác một bộ máy khoan pin 5 sen. Cái dòng này là của TLT đây.
Cái này gọi cho em là khoan bi 5 xe của TLT. Một bộ này sẽ bao gồm một thân máy, hai bi, một sạc và phụ kiện như này. Giá cho em là 470.000 nhá. 470.000 đây này. Đấy, con này nó sẽ có 3 chức năng có búa này. Đấy, con này là dòng pin 5 cell, đầu 10 ly như này. Giá chỉ có 470.000 thôi. Giá rất chi là hời luôn. Tiếp theo thì lên cho em những cái này là những cái máy thổi bụi pin này, thổi bụi pin màu xanh. Cái này nó sẽ có chức năng vừa thổi bụi và hút bụi được nhá. Hàng cho bi thông dụng đây này. Đấy, bác nào mua thân máy là 300.000, còn bác nào lấy nguyên bộ thì giá là 600.000. Nguyên bộ thì nó sẽ đi theo một quả pin 10 cell và một sạc luôn, còn thân máy thì nó chưa theo gì nhá. Đấy, ở đây thì sẽ là cái khò xanh. Cái này khò của T-Box nha. Cái này gọi cho em là máy khò xanh này. Giá cho em là 350.000 này. Cái này xài điện trực tiếp 220V nha. Công suất của nó sẽ là 2000W. Đấy, giá cho em là 350k. Tiếp theo qua đến cái phía bên này, các bác lên cho em những cái con máy chuyên vít của TLT. Cái đợt này thì em thanh lý cho các bác cái lô máy chuyên vít này, giá rất là hời luôn. Hàng TLT chính hãng như này. Đấy, đây. Con này nó sẽ tương ứng với cái con máy chuyên vít của Mayta nha bác. Cái dòng mà 3 chế độ đây, điều chỉnh 3 tốc độ như thế này. Đầu chuyên vít này, giữ vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy. Cái này nó có 3 đèn như này nha. Máy bao đẹp luôn. Máy bao đẹp, bao khỏe nha các bác. Một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm một thân máy này, hai bi và một sạc luôn. Pin sẽ là pin châu pin 10 cell và thiết kế là pin thông dụng. Và giá của nó hôm nay em thanh lý các bác chỉ có 799.000 thôi. Lên đơn cho em là chuyên vít của TLT. Con này nó tương ứng với con Makita. Nếu bác nào muốn lấy Makita thì báo em nha. Còn nếu không thì lấy TLT này nó cũng ok này. Nó như nhau hết, nó chỉ khác tên thôi. Đấy, giá thanh lý cho các bác là 799k thôi. Cái giá này thì là giá siêu hời luôn. Một bộ này nó theo những hai pin châu 10 cell luôn. Bao các bác làm công trình thợ nhá. Đấy, các bác lên đơn cho em là chuyên vít TLT. Giá cho em là 799k này. Và bên này thì sẽ là những cái con máy khoan pin của Akuza chính hãng như thế này. Đầu tiên lên cho em mã Akuza K1. Cái mã này giá là 1.800.000 này. Con này nó sẽ theo 2 pin 15 cell nha. Còn bên này là mã K2 này. Mã K2 giá là 1.300.000 này. Mã K2 thì nó sẽ theo 2 pin 5 cell. Hai cái mã này thì nó đều là đầu Autolux 13 ly hết. Nó đều là máy 3 chức năng và máy không chổi than, hàng cho bi thông dụng hết. Cái mã K2 là nó theo pin 5 cell nhưng mà nó vẫn lắp được vừa cho pin 10 cell hoặc 15 cell như con K1 này nhá. Đấy. Nó theo 5 cell để nó tạo độ nhẹ nhàng. Bác làm muốn sử dụng dòng pin châu thì các bác lấy mã K1 là giá 1.800.000, còn bác làm muốn nhẹ nhàng mình lấy K2 giá là 1.300.000. Đấy, bộ nào cũng đều theo 2 pin hết nên là các bác cứ yên tâm. Lê đơ treo là khoan pin của Akuza mã K1 hoặc K2. Đấy, bên này sẽ là những cái thước rút tự hãm đây này, thước 7.5m nha. Đấy, thước rút tự hãm thì cái đợt này em theo các bác giá là 50.000. 50.000 một cái này. Lên đơ cho em là thước rút tự hãm 7.5m này, giá 50k này. Đấy, và đặc biệt bác nào lấy 10 cái thì em sẽ hỗ trợ bao ship nha. Đấy, bên này thì nó sẽ còn rất là nhiều các sản phẩm hay. Các bác tham khảo cho em thì cái đợt này em thanh lý cho các bác những cái con máy bu lông bi của Hitachi ấy, nó rất là rẻ đấy. Đấy, những cái dòng Hitachi này này. Thân máy là 300.000 này, vừa em có giới thiệu rồi đấy. Thân máy 300.000 còn nguyên bộ là 600.000 cho em này. Ở đây thì nó sẽ là những cái con máy bu lông này nha. Cái này em còn một ít này, em thanh lý lốt này. Cái này gọi cho em là bu lông màu xanh của Mazda nhá. Con này nó cũng tương ứng với con Makita luôn này. Giá cho em là 799.000. 799.000 một bộ nhá. Sẽ có một thân máy, hai pin với một sạc luôn. Pin nó sẽ là dòng pin châu, pin 10 cell. Và thiết kế hàng chơi bi thông dụng nhá. Máy nó sẽ là máy bu lông đa năng và tiện lợi luôn. Cái đầu bu lông 1/2 đầu rỗng như thế này. Đấy, các bác làm việc gì được từ bắn bu lông này, bắn tôn, bắn vít đều ok luôn cho em. Em sẽ lên tiếp cho các bác là những cái thân máy mài pin. Đây này các bác ơi. Cái thân máy mài pin này em sẽ có cái này là cái màu vàng nhá, có cả màu xanh nhá. Các bác có thể tham khảo màu vàng hoặc màu xanh. Và sẽ đồng giá nhau là chỉ có 399.000 một thân máy thôi. Cái này thì nó sẽ điều chỉnh được 3 cấp độ, hàng chỉ bị thông dụng này. Máy sẽ là máy không chổi than luôn nha. Đấy, giá là 399.000 bao ship và em sẽ tặng các bác thêm phụ kiện tay phòng tay mẫu bảo vệ lưỡi luôn. Các bác cứ lên đơn cho em là máy mài pin. Đấy, các bác lựa chọn màu vàng, màu xanh đều được nhá. Tiếp theo thì qua đến cái phía bên này, em sẽ lên cho bác ở đây sẽ là những cái bộ khẩu mở bu lông 11 chi tiết này. Cái bộ này nha. Cái bộ này nó sẽ có 9 cái khẩu bu lông 1/2 từ khẩu 8 đến khẩu 24 này. Có cả một cái lối dài và một tròng mở tay như thế này. Giá cho em là 180.000 này, 180.000 và bao phí ship nha. Các bác lên đơn cho em là khẩu bu lông 11 chi tiết. Đấy, chất liệu của nó bao bền, bao đẹp, bao rẻ như này. Mạ chrome sáng bóng luôn. Giá cho em là 180k này, 180k và bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác luôn.
em sẽ lên tiếp cho các bác một con máy khoan bê tông hàng ngon bổ rẻ nhất này, các bác tham khảo trên mã này nha. Cái này các bác gọi cho em là khoan bê tông màu xanh loại không hộp nhá. Đây nó sẽ là con máy 3 chức năng mà có đảo chiều đây. Đầu mũi khoan 2/26 luôn. Con này nó sẽ là hàng dây đồng 100% nha. Cái này do là bị mất hộp đựng lên em thanh lý rất là hời. Các bác cứ gọi cho em là máy khoan bê tông màu xanh loại mất hộp. Giá chỉ có 570.000 thôi. Nó sẽ là hàng dây đồng nha các bác. Hàng dây đồng 100% luôn. Sai điện trực tiếp 220V. Đấy, con này thì nói chung là mua được cái con máy khoan bê tông to trả bán như này mà giá nó còn rẻ hơn cả một con máy khoan tay luôn. Cái số lượng nó không có nhiều nên là các bác chốt thì nhanh tay này. Ở đây thì sẽ là những cái thân quạt xài pin màu xanh như thế này. Em chiên các bác giá là 670.000. Đấy, bật công tắc ở phía sau, lắp pin ở phía sau. Cái này nó sẽ là dòng lắp pin phổ thông nha. Cái lồng quạt của nó sẽ là đường kính 27 phân. Giá 670.000 thân quạt chưa theo pin. Nhưng em sẽ tặng kèm các bác thêm một cái sạc adapter để cái quạt này lay may về các bác dùng bằng pin cũng được, mà dùng điện trực tiếp 220V cũng được luôn. Lên đơn cho em là thân quạt màu xanh nha, giá 670.000 này. Tiếp theo thì đây sẽ là cái con máy khoan pin nhỏ gọn cực kỳ luôn. Máy khoan pin của Hukan 12V nha. Giá cho em sẽ là 580.000 nha, 580.000 một bộ nha. Cái bộ này bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc luôn này. Đấy, 580k lên đơn cho em là khoan pin 12V của Hukan, giá 580k. Máy hàn của Marula này, máy siêu nhỏ gọn luôn. Đây sẽ là máy hàn một chức năng nha, máy chuyên hàn que nha. Con này cực kỳ là nhỏ gọn luôn đây các bạn, máy siêu mini này. Giá cho em là 799.000, 799.000 một bộ. Đầy đủ dây hàn, kìm hàn và kẹp mát luôn. Bộ máy massage bằng pin thì có giá là 250.000 này. 250.000 máy massage bằng pin như thế này. Đấy, quá đẹp quá, chắc chắn luôn các bác ơi. Bác nào mình hay bị đau lưng này, đau mỏi vai gáy này thì các bác có thể sở hữu cái mã này nha. Sử dụng để đấm lưng, để massage cực kỳ là thích luôn. Một bộ nó sẽ theo 4 cái đầu massage và một cái sạc mà giá chỉ có 250k thôi. Giá rất chi là hời, các bác cứ lên đơn xem là máy massage bằng pin nha. Điện máy Ngọc Mai xin gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay thì bên em về kho rất chi là nhiều đèn đội đầu. Một cái mã sản phẩm mà được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm trong cái thời gian vừa qua. Và với cái mẫu sản phẩm đèn đội đầu này thì nó rất chi là hữu ích các bác nha. Mẫu mã đẹp và với cái mức giá rất chi là hợp lý để em gửi tới các bác. Đây, một cái chiếc đèn đội đầu cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này các bác. Hôm nay về kho số lượng rất chi là nhiều nên là sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác nhà mình nha. Mỗi một cái chiếc đèn đội đầu này thì các bác sẽ đều đi theo là có một cái dây sạc như thế này. Và cái dây sạc này về các bác sẽ kết nối cắm vào cái củ sạc điện thoại ở nhà nha. Đấy, và hôm nay giá đèn đội đầu thì chỉ với mức giá 150.000 thôi. Cái mẫu rất chi là đẹp. Đấy, và các bác nhìn cho em này. Đây, cái mẫu mã của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. Bác nào mình hay đi làm đồng, làm đêm thì các bác có thể sở hữu cái sản phẩm này. Ở đây thì nó sẽ có thể là tùy chỉnh được các bạn. Đấy, ở đây thì mình có thể là bẻ nó lên, nó xuống được như này này. Đấy, và nó có cái chế độ sáng ít, sáng nhiều và chế độ nhấp nháy cho các bác luôn nha. Đấy, mẫu mã cực đẹp luôn, hàng cực kỳ là chất lượng. Và đây sẽ là một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý để em gửi tới các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay mà các bác có nhu cầu muốn chốt cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp trung tâm điện máy Ngọc Mai hai đầu số điện thoại kia nhé. Đấy, số thứ nhất là 0378487818 hoặc số thứ hai là 0989458200. Đặt hàng các bác hãy liên hệ alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em là sẽ có đơn hàng. Bên em thì phân phối xỉ lẻ rất là nhiều các mã sản phẩm hay máy móc và dụng cụ đồ nghề. Các bác có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy bấm nút đăng ký kênh nha. Và bật chuông thông báo lên để thường xuyên đón xem được những cái video clip bên em đăng tải gửi tới các bác. Cực kỳ là nhiều các mã sản phẩm hay và giá rẻ nha. Một cái điều đặc biệt khi mà các bác đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước nha. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng. Và trước khi nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cho nên là các bác yên tâm nhé. Cái mã này thì các bác lên đơn gọi cho em là đèn đeo đầu nha. Chỉ với mức giá 150.000 thôi. Mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhé. Đấy, thì hôm nay sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm hay. Và em sẽ chi tiết từng mã và sẽ báo giá để cho các bác tham khảo nha. Đặt hàng các bác nhớ đọc cho em đúng tên sản phẩm này, đúng giá tiền như em nói trên clip nha. Để nhân viên nhà em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã. Đấy, cái mã này thì các bác gọi cho em là đèn đeo đầu nha. Giá chỉ có 150k thôi và em sẽ quay chi tiết cho các bác có thể nhìn kỹ này cái sản phẩm này thêm một lần nữa nha. Mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Đấy, giá chỉ có 150k thôi. Và ngoài cái sản phẩm này ra thì ngày hôm nay em sẽ có rất là nhiều các mã mới về kho.
Đấy, các bác có nhu cầu sản phẩm nào thì các bác hãy cứ liên hệ trực tiếp một trong hai đầu số điện thoại này là mình sẽ lên đơn được nhá. Một cái mã tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác, đây sẽ là một cái bộ chuyển sang máy sọc nha các bác nha. Cái bộ chuyển sang máy sọc này này, cái này thì các bác quan tâm rất chi là nhiều. Đấy, nhìn nó đơn giản như thế này thôi nhưng mà nó cực kỳ là hữu ích luôn. Cái sản phẩm này thì các bác có theo cả mấy cái lưỡi sọc đây này. Đấy, ở trong này nó có 3 hay 4 cái đây này các bác. Cái dài, cái ngắn nhá, có 3 cái nhá, theo 3 cái lưỡi sọc như thế này và một cái bộ chuyển như thế này. Các bác sẽ lắp vào máy khoan nhá, lắp vào máy khoan. Đấy, cái bộ này thì các bác chuyển chế lắp từ máy khoan sang máy cưa sọc, rất chi là tiện ích luôn. Đấy, cái này các bác mà lên đơn thì các bác cứ gọi cho em là bộ chuyển máy sọc nhá, bộ chuyển máy sọc. Đấy, cái này thì nó mới về kho, cái này em chưa lắm qua giá thì một lát nữa nghỉ video thì em sẽ cân đối giá cho các bác cái giá hợp lý nhất. Cho nên là các bác mình chốt đơn thì mình cứ gọi hỏi nhân viên nhà em là cái bộ chuyển máy sọc nha, thì nhân viên em sẽ báo giá cho các bác này. Tiếp theo sẽ là những cái đĩa xích tròn như thế này, với những cái đĩa xích tròn một tấc như thế này này. Cái đĩa xích tròn này giá là 70.000. Cái này về các bác sẽ lắp vào máy mài nha, những cái máy mài pin hoặc máy điện, máy mài một tấc là mình sẽ xài được cái này. Giá là 70k cho em này. Và đây thì sẽ là những cái cưa gấp. Đấy, những cái cưa gấp 26cm này. Bình thường một cái cưa gấp này các bác ra ngoài thị trường mua mức giá 200-250. Đấy, rất là sắc bén luôn nha. Hôm nay thì em bán tặng các bác giá chỉ có 70.000 thôi. Các bác lên đơn xem là cưa gấp nha, giá 70k. Đấy, rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này. Giá chỉ có 70.000 thôi. Và cưa gấp này á, bác làm mà lấy 10 cái thì em sẽ hỗ trợ bao phí ship cho các bác luôn nha. Tiếp theo sang cái phía bên này. Đấy, em còn một ít cái khoan, còn một bộ nhá. Cái này nó còn có xuất một bộ thôi của máy khoan Daken, khoan đầu 10 ly. Em sẽ thanh lý lốt cho các bác giá 400.000 nhá, 400.000 một máy. Cái này là sử dụng điện trực tiếp này. Còn cái khoan này là khoan của THC đầu 10 ly này. Giá thanh lý các bác là 300.000 này. Đấy, còn bên này thì sẽ là máy khoan của Hukan 10 ly, giá của 400.000 thôi. Với những cái dòng này thì các bác sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V nhá. Bao cho các bác có thể làm công trình thợ thuyền ok thoải mái luôn. Đấy, còn nếu như mà khoan bi nhỏ gọn thì các bác tham khảo theo cái mã này. Đây là bộ máy khoan pin 5 cell. Với cái dòng sản phẩm này thì em sẽ có của TLT này, của Maza này, hoặc là của Makita nhá. Đây, như cái con này là con máy của Maza đây. Nói chung là nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau cái tên gọi thôi. Cho nên là các bác cần lấy cái tên nào thì các bác báo nhà em. Đấy, chứ còn nó vẫn như nhau hết, nó không khác cái gì đâu. Chất lượng nó vẫn như nhau hết mà. Giá là 470.000 một bộ thôi. Và các bác nhìn xem cái bộ này thì nó sẽ rất chi là nhiều đồ. Đấy, nó sẽ có một cái thân máy này, hai quả pin như thế này, một cái sạc này, có cả cái đeo máy nhá. Và phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết mỗi khoan máy vít như thế kia. Và đây sẽ là một con máy khoan 3 chức năng có búa khoan tường đầu 10 ly như thế này. Đấy, điều chỉnh được 25 cấp trượt luôn. Các bác lên đơn cho em là khoan pin 5 cell của Maza, giá cho em là 470k nhé các bác nha. Đấy, còn bên này thì sẽ là những cái mũ hàn điện tử này, nó có nút tùy chỉnh như thế này luôn này. Đấy, giá cho em là 350.000 một mũ nhá. Mỗi một mũ này thì các bác sẽ đều có thêm một cái đeo như thế này luôn này. Đấy, nguyên một bộ thì sẽ là 350k. Các bác lên đơn cho em là mũ hàn điện tử. Đấy, các bác mà hay sử dụng máy hàn ấy, các bác muốn bảo vệ cả đôi mắt, bảo vệ cả da mặt thì các bác mua những cái mũ hàn điện tử như thế này, cực kỳ là ok và tiện lợi luôn nha các bác nha. Đấy, hôm nay thì em cũng còn rất chi là nhiều những cái bộ áo điều hòa đây để phục vụ cho các bác. Áo điều hòa, áo quạt làm mát nhá. Hôm nay thì các bác có thể tham khảo này. Với cái bộ áo điều hòa này bên em sẽ gửi cho các bác là hàng chuẩn xịn, hàng loại một luôn. Cái chất liệu là rất chi là đẹp, mềm, mịn và thấp. Cái này thì rất chi là thoáng mát, mặc thấm hút mồ hôi các bác nha. Đấy, các bác mua một bộ thì nó sẽ có bao gồm có một áo này, có một áo và một bộ điện như thế này. Cái bộ điện của bên em ấy nó sẽ là hàng cao cấp nha. Nó sẽ có theo cho các bác là hai cái quạt không chổi than, một quả pin và một củ sạc như thế này. Có cả dây kết nối để cho các bác đấu pin vào quạt nhá. Thì pin sẽ là pin dung lượng lớn, các bác có thể là sử dụng cả ngày không hết pin đâu. Đấy, một bộ hôm nay chỉ có giá 699.000 thôi. Còn bác nào muốn mua áo lẻ nhá, muốn mua áo lẻ thì giá sẽ là 230.000 một áo. Còn bác nào muốn mua những cái bộ điện giờ như này em cũng có luôn. Đấy, với những cái bộ áo điều hòa hôm nay thì em sẽ có nhiều màu cho các bác lựa chọn. Đấy, nó có cả màu giàn di này, màu xanh than, màu xanh rêu. Và sẽ có đủ size cho các bác nha. Size từ 50kg cho đến 80kg là các bác cũng có size luôn. Các bác chốt áo điều hòa lên đơn cho là áo điều hòa. Ở bên này thì sẽ là cái con máy cắt nhôm của Romalo đây. Cái con máy này thì nó sẽ xài điện trực tiếp 220V luôn nha. Đấy, công suất của nó sẽ là 1750W. Và hôm nay với mức giá chỉ có 1.550.000 thôi. Mẫu mã rất chi là đẹp luôn này các bác này. Đấy, gọi cho em là máy cắt nhôm Romalo nha. Giá cho em là 1.550.000 và em miễn ship toàn quốc cho các bác. Bên này sẽ là hai cái mẫu máy cạo râu hồng pin. Máy cạo râu hồng pin thì hôm nay em sẽ gửi tới các bác hai mẫu nhá. Đầu tiên thì là các bác tham khảo cho em cái mẫu màu nào, màu đen này này. Đấy, cái này gọi cho em là máy cạo râu bằng pin màu đen.
giá là 199k và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Đấy, với cái mức giá hợp lý hơn thì các bác lấy sang cái mẫu này. Cái mẫu này gọi cho em là máy cạo râu bằng pin màu đen loại hình vuông. Đấy, cái này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Và cái sạc này của nó sẽ liền đây này, các bác đẩy công tắc ra là mình sẽ có thể là sử dụng để sạc pin được nhá. Với những cái máy cạo râu này này, các bác sẽ sử dụng bằng pin và khi hết pin là mình sẽ sạc điện trực tiếp 220V rồi mình lại xài tiếp. Rất là tiện lợi luôn. Các bác là Lam Nhi thì các bác đừng bỏ qua những cái mã này. Đấy, đây là những cái mã sản phẩm cực kỳ là hữu ích nha. Các bác sử dụng để cạo râu, nó sẽ an toàn tuyệt đối 100% luôn, không có bị đau rát chảy máu như các bác dùng bằng râu lam đâu. Đấy, mà cái máy cạo râu này nó có 150.000 thôi. Cái này gọi treo là máy cạo râu bằng pin màu đen loại hình vuông nha. Giá 150k và em sẽ miễn phí ship hoàn toàn các bác nha. Miễn phí ship hoàn toàn về đến nhà các bác kiểm tra hàng cho em. Đấy, cái này sử dụng thì cực kỳ là an toàn luôn nha các bác nha. Nào, bên này thì lên cho em này, những cái máy bắn cốt 5 tia xanh nhá. Hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác hai cái mẫu này. Đầu tiên sẽ là máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza loại vỏ nhựa như thế này. Giá 750.000. Và bên này sẽ là bắn cốt 5 tia xanh của Kutan, giá cũng chỉ 750.000 thôi. Em sẽ sale đồng giá cho các bác nha. Cái này nó sẽ là hàng 5 tia xanh siêu sáng để phục vụ cho các bác thầy trải thợ ok luôn. Giá 750.000 và sẽ được bao ship luôn. Các bác sẽ có theo một cái chân 1m2 đi kèm luôn mà giá có 750k thôi. Bên này thì sẽ là một cái đúng búa đóng đinh của Kabushi này. Cái búa này nó sẽ nặng 0,25kg. Và hôm nay có mức giá 80.000 nha, 80.000 một búa. Cái này là hàng công ty chính hãng của Kabushi, các bác xài cực kỳ là bền bỉ luôn các bạn. Đấy, còn nếu như mà các bác có nhu cầu những cái con máy 16 tia nhá, ở bên này em có máy 16 tia này. Máy bắn cốt 16 tia xanh của hàng Akuza như thế này. Đấy. Cái này nó sẽ là dòng nguyên hộp này, nguyên hộp như thế này luôn, cái mẫu máy đây các bác này. Đây mẫu máy đây nhá. Cái này lên đơn xem là máy bắn cốt 16 tia xanh của Akuza. Cái này thì các bác sẽ có nguyên hộp như thế này, nó sẽ theo hai quả pin châu và có một cái vỏ pin này, có một cái kính này và đầy đủ những cái phụ kiện gắn tua như này nhá. Nó sẽ có cả điều khiển từ xa luôn. Cái dòng này nó là dòng 16 tia xanh nhá. Rất chi là led luôn, bao cho bác làm thợ công trình luôn nhá. Giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Các bác lên đơn cho là máy bắn cốt 16 tia xanh của Akuza. Mà mã này thì giá 1,2 triệu và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho các bác luôn. À, tiếp theo sẽ là một cái bộ máy. Đây, cái này là cái bộ cái này gọi là bộ lam xích cho em nhá. Giá là 180 này. Trong này các bác sẽ có nguyên bộ luôn ấy. Đấy, nó sẽ có cả loại đựng dầu đây này, có cả loại đựng dầu, có lam, có xích đầy đủ luôn. Cái này thì nó là bộ lam xích 12 inch nhá. Cái lam của nó sẽ dài là 34cm luôn ấy. Về các bác lắp lại như hình ảnh như này là mình có thể xài được rồi. Cái này thì nó chưa theo máy cắt nha. Về các bác sẽ lắp vào những cái máy cắt một tấc như thế này này. Đấy, mình sử dụng cắt cây, cắt cành cực kỳ là ok luôn. Mà giá chỉ có 180 thôi. Và sẽ được bao ship, các bác gọi cho em là bộ lam xích nha. Giá 180k và bao ship hoàn toàn cho các bác luôn. Tiếp theo thì sang đến cái phía bên này, em sẽ lên cho bác. Ở đây sẽ là những cái con lấy dấu. Đấy, những cái con lấy dấu hôm nay giá 50.000 nha. 50.000 một con lấy dấu. Cái con lấy dấu này các bác sẽ lấy dấu được ở trên nhiều chất liệu khác nhau nha. Rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này này. Đấy, giá chỉ có 50k thôi. Và đây sẽ là những cái con kích gạch nhá. Cái loại này dày dặn và đẹp nhất luôn này các bác này. Giá 45.000 một cái. Và bác nào lấy 10 cái thì em sẽ hỗ trợ bao ship nhá.